Tích tâm tuần thiên chương 2243, Thăng Long Yến, Luận Quân Tử, 3. Mà khuất thuấn hoa đối đãi hắn như vậy, đương nhiên là vì tả quan thù. Khương vọng rất cảm động, khuất cô nương có lòng. Tỷ tỷ khuất gia nói, có lẽ khuất gia gia có thể coi khương đại ca là tri kỷ đó, ta thấy rất có thể. Vào lúc này, tả quan thù mở miệng nói, gia gia của ta và khương đại ca trò chuyện rất vui vẻ, hôm qua vừa trò chuyện mấy canh giờ rồi, không biết trò chuyện việc gì. Nhưng Khương Đại ca rất được lão nhân gia thích, nếu Quốc gia gia có thời gian rảnh, tỷ tỷ không ngại giới thiệu gặp mặt. Thời gian của Quốc công gia quý báu bậc nào, vừa trò chuyện mấy canh giờ, không phải có thể giải thích là khách sáo. Điều này khiến ánh mắt sở dục chi tăng thêm mấy phần tôn kính. Mà điều càng làm cho y kinh ngạc là người có tính cách như tả quan thù, lại chủ động trải đường giúp người khác, muốn để ngu Quốc công gặp Khương vọng một lần. Hơn nữa, Khương vọng là tước gia tề quốc nếu hắn là người sở bắt đầu từ đó sẽ một bước lên mây làm thế nào khương vọng và tả quan thù lại có phần tình cảm này nghe nói là quen biết trong thái hư huyễn cảnh ngoài diễn võ luận bàn thì ra thái hư huyễn cảnh còn là một nơi phát triển nhân mạch sao lúc đầu đối với thái hư huyễn cảnh sở dục chi cảm thấy không phải chân chính sinh tử thì không thể tranh xin miễn thứ cho kẻ bất tài lúc này lại sinh ra mấy phần hứng thú được khuất thuấn hoa cười đáp ứng tả quan thù lại nói với khương vọng có lẽ khương đại ca cũng là quân tử nấu nướng khương vọng cười thận trọng quân tử nấu nướng trong thiên hạ nhiều như vậy theo ta biết thái tử điện hạ tề quốc cũng nấu nướng tốt nhưng sau khi nói ra lời này trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động có nên dò xét thực lực của thái tử đại tề khương vô hoa một lần nữa hay không người say mê nhà bếp có thể có nhân vật tuyệt đỉnh như ngu quốc công như vậy khương vô hoa cũng say mê đạo nấu nướng như vậy có thể không chỉ vậy hay không? Quốc Thuấn Hoa cười nói, có cơ hội nhất định phải thử tay nghề của Khương Đại ca một chút. Khương Vọng tự tin cười một tiếng, ngươi và quan thù là người một nhà, sau này còn nhiều cơ hội trị đại quốc, như nấu món ngon, dạ Lan Nhi từ từ nói, cai quản thiên hạ bằng đạo, quỷ và thần đều không hoạt động được, thần không thương tổn người được, quỷ cũng không thương tổn người được. Thánh nhân có đạo cũng không thương tổn người được. Cứ như vậy, quỷ, thần và thánh nhân đều không tổn thương người được cho nên người ta mới được hưởng ơn trạch ánh mắt thương vọng giật giật dạ lan nghi niệm tụng nguyên câu của đạo đức kinh truyền đạo điển của đại la son tuy đạo viện thành phong lâm thuộc một mạch ngọc kinh sơn nhưng trước kia khi hắn ở trong đạo viện cũng đã từng học biết một đoạn này nói về cai trị tùy theo tự nhiên thiên hạ thái bình nhưng hắn không đáp lời trái lại sở dục chi lên tiếng thì ra dạ cô nương ngưỡng mộ đạo môn sao nơi đây tuy là sở cảnh nhưng lời này không phải lời vạch trần động cơ gì lưu phái tu hành trong thiên hạ đều bắt đầu từ đạo môn người ngưỡng mộ đạo môn nhiều đến nỗi không đếm hết hoàn toàn không cần liên quan đến lập trường chính trị nơi đạo bắt đầu ai mà không muốn đi xem một chút chứ dạ lan nhi quay lại chủ đề trước ta chỉ muốn nói chỉ cần trong lòng có đại đạo mọi chuyện đều là tu hành trị quốc là như vậy nấu nướng cũng là như vậy nàng ta nhẹ nhàng cười một tiếng nơi nào không có đạo quân tử đâu chỉ thiếu tại quân tử lời này của dạ lan nhi dường như giấu ám chỉ khương vọng cười nói không biết trong mắt dạ cô nương trong những người trẻ tuổi đất sở có mấy vị quân tử một từ quân tử trong nho gia chỉ thay về người có tu dưỡng đạo đức cảnh giới tinh thần đến mức nhất định nhưng trong bữa tiệc hôm nay quân tử bọn họ nói đến tất nhiên chỉ về hạng người siêu phàm thoát tục khuất thuấn hoa và sở dục chi có lẽ đều cảm thấy khương vọng đang cố ý tìm lời nói trò chuyện với mỹ nhân đệ nhất đại sở duy chỉ có tả quan thù liếc nhìn khương vọng trong lòng biết khương đại ca đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bắt đầu khảo sát đối thủ quân tử trong người trẻ tuổi sở quốc thì đó không phải đều là đối thủ cạnh tranh trong sơn hải cảnh sao nụ cười của dạ lan nhi vô cùng hấp dẫn nàng ta cũng rất am hiểu cười chỉ nghe nàng ta cười một tiếng mỗi người một cái nhìn, chuyện này rất khó nói. Chuyển mắt nhìn về phía sở dục chi, sở công tử nghĩ sao? Nàng ta, vị mỹ nhân đệ nhất đại sở này, tất nhiên không tiện bình luận một vài thiếu niên anh hùng, nếu không sẽ không tránh khỏi họ ghen ghét lẫn nhau. Sở dục chi lại không có điều kiên kỵ gì, nghe vậy hơi trầm ngâm, rồi nói, hạng thị trọng đồng tử, vũ dũng cương liệt, có thể xưng là quân tử hay không? Lời này mặt ngoài tán dương hạng bắt, nhưng ngầm nâng khương vọng. Trận giao đấu vừa rồi trước Hoàng Lương Đài, người đang ngồi đây, ai mà không biết đâu. Dạ La Nhi gật đầu nói, được. Sở dục chi lại nói, ngũ lăng ngũ thị, binh nho hợp nhất, tự thành một trường phái riêng, có thể xưng là quân tử hay không? Dạ La Nhi mỉm cười, đúng vậy. Sở dục chi tiếp tục nói, chung ly viêm hiến cốc, trước kia tiết bại trước đấu chiêu, giận mà vứt bỏ thuật, tự tu võ đạo, bây giờ sống lưng đã mở 20 tầng, có thể xưng là quân tử hay không? Khương Vọng mới nghe nói về cái tên Chung Ly Viêm lần đầu tiên. Mở sống lưng võ đạo đến 21 trọng thiên thì có thể sánh bằng thần lâm. Thuật pháp sở quốc nhất thiên hạ, Chung Ly Viêm vứt bỏ thuật, tu võ, thực sự rất quyết đoán. Đặc biệt, hắn còn có thể đi đến 20 trọng thiên nhanh như vậy, tu vi đuổi sát đấu chiêu, đương nhiên có phong thái thiên kiêu. Dạ Lan Nhi cười nói, Chung Ly Viêm tất nhiên là quân tử. Sở dục chi dừng một chút, bỗng nhiên buông tay cười nói, đấu chiêu có thể xưng là quân tử hay không mỗi người y nói đến trước đó đều phải giới thiệu sơ lược một chút về người ta duy chỉ khi nói đến đấu chiêu lại chỉ nói ra một cái tên nhưng mọi người tại đây tất cả đều vỗ tay mà khen ngợi ấy thật là chân quân tử đấu chiêu chung ly viêm ngũ lăng xem ra ba người chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong sơn hải cảnh còn về những người khác nói như vậy có lẽ có hơi bất kính nhưng lại là sự thật hạng bắc là nội phủ đệ nhất sở quốc người dưới hạng bắc đương nhiên cũng không cần quá coi trọng bao gồm sở dục chi đang nói chuyện bây giờ còn về khuất thuấn hoa nha hiện tại đã là đệ tức phụ mà khương tước gia nhận định không ở trong danh sách đối thủ chỉ không biết những người này mời ai đến trợ quyền sẽ có người quen thuộc sao một bình trà trên bệ cửa sổ đã sớm được pha xong vào lúc này độ ấm vừa đúng sở dục chi mang tới lại tiện tay lật năm chén trà rót tất cả chén trà quá nữa bàn tay xoay chuyển năm chén trà nhẹ nhàng rơi vào vị trí thích hợp một tiệc hôm nay tả quan thù nói rất ít khuất thuấn hoa làm chủ nhà đang chiêu đãi rất nhiệt tình khương vọng là khách mời chủ yếu cũng rất phối hợp mà sở dục chi biểu hiện khá chân thành vừa không che giấu cảm tình của y với dạ lan nhi cũng không tiếc khen ngợi khương vọng nhưng hắn biểu đạt rất có chừng mực vừa không dương nanh múa vuốt cũng không quá nịnh nọt, từ đầu tới cuối, luôn duy trì một khoảng cách không khiến cho người ta cảm thấy mạo phạm. Còn về dạ Lan Nhi, Khương Vọng nhìn như không hiểu nhiều, cũng không tò mò. Có lẽ chờ sau khi hắn cũng thành tựu thần lâm, mới có thể sinh ra tò mò với dạ Lan Nhi tò mò thực lực tại thần lâm cảnh của nàng ta. Trong lúc mấy người nói chuyện phím, khuất thuấn hoa chợt hỏi, ta nghe quan thù nói, Khương Đại ca hỏi Yến Tiệp ở đây có thể gói về hay không? Khương Vọng cảm thấy quẩn bách. Lúc trước thuận mồm đề cập với tả quan thù, chỉ là thói quen để dành đồ ăn ngon cho An An. Đã biết yến tiệc hôm nay do Ngô quốc công làm, hắn nào không biết xấu hổ nói, đóng gói. Càng làm hắn hơn oán giận là hắn rõ ràng đến Hoàng Lương Đài cùng lúc với tả quan thù, luôn không hề rời mắt, tiểu tử này nói với khuất thuấn hoa lúc nào. Sao cái gì cũng nói thế? Lúc trước hỏi như vậy quan thù, ta có hơi cô lậu quả văn, không biết rõ lắm Hoàng Lương Đài là nơi thế nào. Khương Vọng có hơi quẩn bách, nhưng nói thật chân thành, còn muốn mang một chút về cho bằng hữu nếm thử đâu. Không thành vấn đề, việc này giao cho ta. khuất Thuấn Hoa cười nói, Khương Đại ca, chừng nào ngươi rời sở, chừng ấy ta chuẩn bị giúp ngươi. Khương Vọng có lòng cự tuyệt, nếu vì chính hắn, thì nhất định không muốn bị người ta cho ân huệ vô duyên vô cớ. Nhưng nghĩ tới một bàn tiệc ngon tuyệt hôm nay, vật tốt đẹp trên đời này sao có thể không để an an nếm thử được lời nói đến bên miệng liền thành vậy ta từ chối thì bất kính rồi khương đại ca không coi ta là người ngoài đó là may mắn của ta khuất thuấn hoa trong mắt mang cười lại hỏi dù sao cũng phải là một tiệc khương đại ca muốn phần cho mấy người còn có thể có phần cho mấy người sao khương vọng mừng rỡ trong lòng lập tức nói hai người phần hai người tiếp theo hắn lại nghĩ tới dù sao lăng tiêu các cùng địa bàn của chân nhân họ dịp nào đó vẫn phải chú ý mặt mũi nếu không lần sau có thể gặp nhau lại lông mày dựng ngược không vừa nghĩ đến đây hắn lại nói hay là phần ba người đi ngay sau đó lại nghĩ tới vị tiền bối thần thú trấn tông a sửu kia không biết tính tình thế nào tóm lại cũng nên cho chút thể diện mới phải cái gọi là không sợ không chia mà sợ chia không đều nếu mời các chủ lại không mời thần thú trấn tông có thể khiến nó tức giận không? Lỡ nó chơi ngán chân cho An An thì làm sao bây giờ? Vì vậy lại nói, phần bốn người. Đúng rồi, bốn người. Hắn một lát lại thay đổi một con số như vậy, nếu người không quen thấy, khó tránh khỏi cảm thấy hắn lòng tham không đáy, được một tất lại muốn tiến một thước. Quất Thuấn Hoa lại cảm thấy, vị Khương Đại ca này thật sự là người hợp tính tình mình, ngay thẳng đáng yêu, nàng nhẹ giọng cười, vậy vẫn lấy phần năm người đi. Ta đoán Khương Đại ca quên tính chính mình. Thật sự là cô nương tốt. Quá xứng với quan thù. Khương Vọng mang theo 12 phần cảm động, trực tiếp đứng lên, thế này bảo ta nên nói gì cho phải. Đệ muội tốt, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Khương Đại ca đừng gọi như vậy, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Quất thuấn hoa cự tuyệt ngoài miệng, nhưng gương mặt nổi lên vẻ xấu hổ, người lại đứng lên, nâng chén còn đưa tay đẩy tả quan thù một chút, Khương đại ca đứng dậy rồi, ngươi còn có thể ngồi à. Lỗ tai tả quan thù đã đỏ bừng, nhưng y vẫn cầm chén trà, đứng lên. Một cảnh này cực giống vợ chồng mới cưới kính trà cho trưởng bối. Khương vọng rèn sắt khi còn nóng, tiếng đê muội này, ta gọi chắc rồi. Ngoài ngươi ra, ai ta cũng không nhận. Dạ Lan Nhi đương nhiên biết tâm ý của khuất thúng hoa, nghe vậy thì cười một tiếng, lời này, ta nghe thấy rồi đấy sở dục chi càng cười to hơn nói ta chứng kiến cho lời ấy tiệc này chủ và khách trong kiến ngã lâu đều vui vẻ dùng bữa chân chính không tốn bao nhiêu thời gian trái lại nói chuyện phím sau bữa ăn hao phí mấy canh giờ lại uống mấy bầu rượu khương vọng nói chút kiến thức du lịch thiên hạ khuất thuấn hoa kể về vài truyền kỳ đất sở mọi người cười cười nói nói một hồi rồi tự rời tiệc xe ngựa lái đi khỏi hoàng lương đài dường như cũng mang đi bầu không khí nóng bỏng kia trong xe khương vọng kéo tay tả quan thù không buông say chếnh choáng quan thù nghe một lời khuyên của vi huynh thuấn hoa là cô nương tốt ngươi chớ bỏ qua tả quan thù ghét bỏ kéo ra tay lại không thể rút được không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao làm gì đến mức này ngươi buông tay ta ra trước đã nói gì đấy vi huynh ham một bữa cơm của người ta sao đương nhiên yến tiệc hoàng lương đài quả thật không tệ tay khương vọng bóp càng chặt nhưng vi huynh nhìn thấy phẩm chất của thuấn hoa nàng rất tốt rất không tồi đâu tả quan thù lui về sau tránh nước bọt ta đương nhiên biết nàng rất tốt biết sau đó thì sao khương vọng vô cùng nhọc lòng thở dài quan thù vẫn phải lấy nàng làm vợ sớm đó tả quan thù im lặng một lát nói công lao sự nghiệp chưa thành sao lại thành gia được Khương Vọng quét ngang mắt, rất bất mãn, hai phủ quốc công các ngươi, quyền quý đỉnh cấp đại sở, còn muốn công lao sự nghiệp gì nữa. Tả quan thù buồn bực nói, đó là công lao sự nghiệp của tả gia, không phải của ta, quan thù. Khương Vọng cưỡng bức thôi, lại đổi thành lôi kéo, ngữ trọng tâm trường nói, vi huynh vì muốn tốt cho ngươi. Cuộc đời nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Cô nương tốt như vậy, người theo đuổi như cá giết sang sông, không biết bao nhiêu người trong thiên hạ nhớ thương. Nếu bây giờ ngươi không nắm chắc cho chắc, chỉ e sau này hối tiếc cũng không kịp. Ta nắm chắc rất tốt mà. Tả quan thù không phục nói, mỗi lần nàng tìm ta, ta đều nghe nàng. Ta rảnh rỗi cũng thường đi tìm nàng. Mỗi lần nếu đi đâu, ta cũng chưa từng quên mang lễ vật về cho nàng, khương vọng nghẹn lời, lại nói, ta nói là nắm chắc. Nắm chắc, để hiểu không? Hắn nghi người mà trông, nói như ông cụ non, người tuổi trẻ bây giờ đều không ổn định. Thế đạo này lại thay đổi rất nhanh, đính hôn rồi lại tan, chỗ nào cũng có. Nơi có thể nói quyết chí thề không đổi đâu. Phải bái đường thành thân chân chính, có danh phận vợ chồng, mới xem như nắm chắc. Ngươi đã hiểu chưa? Tả quan thù suy nghĩ, rồi hỏi, huynh rất hiểu sao? Khương tước gia nghẹn lời một lát. Đứa trẻ suối quẩy. Hắn hất tay tả quan thù lên, không nghe lời đại ca, chịu thiệt thòi ở trước mắt. Để cứ chờ mà hối hận đi thôi. Ta không phải không nghe. Tả quan thù khá oan ức, nhưng ta mới 16 tuổi, 16 đã phải thành thân rồi sao? Khương tức gia khẽ nói, 16 cũng không coi là quá sớm. Có chí không ở tuổi lớn hay không, để có hiểu không? Vậy Khương đại ca, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Tả quan thù hỏi. Xe ngựa chạy trên đường dài. Trường tương tư kêu lên trong võ. Sau ba hơi thở, Khương Vọng quyết định hoàn toàn quên sạch đề tài này. Lại nói, lúc này, hắn đã hoàn toàn mất men say, suy tư nói, vừa rồi khuất thúng hoa nói muốn đi gặp Nguyệt Thiền Sư. Để có đã biết đó là ai không? Khương Đại ca không nói chuyện thành thân nữa, tả quan thù cũng vui vẻ, nhẹ nhõm, thuận miệng nói. Nguyệt Thiên Nô đó, tỷ tỷ quốc gia mời nàng đến trợ quyền trong sơn hải cảnh. Nguyệt Thiên Nô, tên này lại thật kỳ lạ thực lực người này thế nào? Khương Vọng nghiêm túc hỏi, am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, ngươi biết không? Thực lực chắc sẽ không quá kém, ngoại lâu cảnh đỉnh phong. Tả quan thù nói đến đây thì dừng lại, hơi hoài nghi, nói, huynh muốn làm gì? Phân tích đối thủ. Khương Vọng nói như chuyện đương nhiên, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tả quan thù kinh ngạc đến ngay người. Đây là người gì vậy? vừa rồi còn khuyến khích ta và khuất thúng hoa tranh thủ thời gian thành thân sao chớp mắt lại là đối thủ rồi nghĩ gì thế khương vọng đưa tay phất qua trước mặt tả quan thù không phải còn chưa thành hôn sao vậy thì các đệ vẫn là người của hai nhà trong sơn hải cảnh chúng ta cạnh tranh công bằng nói đi nguyệt thiên nô kia có lai lịch gì tả quan thù ngẩn ngơ vẫn ngoan ngoãn nói là cao đồ của tẩy nguyệt am tẩy nguyệt am một tông môn lớn ở bắc vực trước kia quốc gia kết tình bằng hữu khương đại ca có biết tông môn đó không a à, không quá quen thuộc phái này tương đối thần bí vào đời không sâu cho nên so ra thanh danh không hiển hách như vậy nhưng gốc gác vẫn ở đó không yếu tả quan thù giải thích lại khuyên nhủ khương đại ca huynh đừng đi thử bản lĩnh của người ta nữa vậy được rồi nếu đệ đã nói vậy tả quan thù vui vẻ gật đầu lại sững sờ Ai, lần này dễ nói chuyện như vậy. Nói một chút về những người khác đi. Hôm nay ta giao đấu với hạng Bắc, người nên biết, chắc chắn đều đã biết. Khương Vọng hỏi, lần này những người nào tham dự Sơn Hải Cảnh? Người huynh đều đã quen biết. Tả quan thù nói. Khương Vọng suy nghĩ, đấu chiêu, chung ly viêm, ngũ lăng, hạng Bắc, ngươi, khuất thúng hoa, sở dục chi. Tả quan thù khẽ gật đầu. Sơn Hải cảnh tổng cộng chỉ có 7 danh ngạch ra trận. Cơ hội tiến vào Sơn Hải cảnh dựa vào cửu chương ngọc bích mà có được. Lần này chính là 7 người chúng ta, Tả Quan Thù nói, lấy ra một khối ngọc bích khắc hoa văn phượng hoàng trắng như tuyết từ trong lòng, đưa cho Khương Vọng, mỗi người có được cửu chương ngọc bích, ngoài mình ra, còn có thể dẫn một người cùng tiến vào Sơn Hải cảnh. Đó cũng chính là người trợ quyền mà chúng ta nói đến Khương Vọng nhận lấy khối ngọc bích này, xem xét tường tận trong xe ngựa khối ngọc bích này lớn chừng một bàn tay toàn thân trơn bóng không tì vết góc viền có khắc hoa văn phương hoàng có một loại sức mạnh mơ hồ chảy trong đó khiến cho nó có cảm giác linh động nhưng nếu nghiên cứu kỹ lại không biết lực lượng kia ở đâu nó không phải tên là cửu chương ngọc bích sao làm sao chỉ có bảy danh ngạch khương vọng thuận miệng hỏi từ ban đầu có chín khối nhưng sau này mất đi hai khối tả quan thù giải thích đưa tay nhấc rèm xe mở ra cửa sổ xe ngựa, huynh dùng ánh nắng chiếu vào xem, rồi lại nhìn. Thế là Khương Vọng đặt khối ngọc bích này dưới ánh mặt trời, sau khi cầm về, có chữ viết ẩn hiện bên trên ngọc bích, rõ ràng là một bài thơ phú, dùng chữ sở mang phong cách hoa thể khắc lên, bài thơ này tên là Quốc Tụng. Nó nói hậu hoàng gia thụ, quốc lai phục hề. Thụ mệnh bất thiên, sinh nam quốc hề. Thâm cố nang tỷ canh nhất chí hề. Lục diệp tố vinh, phân kỳ khả hỷ hề trích trong bài thơ Quốc Tụng thuộc cửu chương của nhà thơ Quốc Nguyên Dịch Nghĩa. Cây quyết thiên địa dựng dục, sinh ra đã thích ứng khí hậu phương này, vân chịu sứ mệnh không đổi của loài cây, vĩnh viễn sống ở Nam Sở, người cắm rễ sâu, khó mà di chuyển, quyết chí một lòng giường nào, lá xanh biếc, hoa thuần khiết, ý thái rực rỡ, đáng mừng làm sao. Chữ viết trong thiên hạ vốn là một nhà, đều sinh ra vì thuộc đạo. Từng chứng kiến người tu hành đạo chữ, học chữ viết các quốc gia, cũng không chậm chút nào. Khương vọng đau khổ học thuộc sử đao tạc hải, càng sẽ không lạ lẫm với chữ sở thông dụng ở Nam Vực. Bài thơ phú này tươi mát thanh tú, có một phong cách riêng, đặt ở đâu cũng là tác phẩm tuyệt diệu. Nhưng Khương Tức Gia không có năng lực giám định và thưởng thức thơ phú gì, chỉ cảm thấy. Dù sao cũng hay hơn đại tác phẩm của hứa tượng càng. Thì ra là như thế. Hai chương mất đi là chương nào? Khương Vọng tò mò hỏi. Ai Dĩnh và Bi Hồi Phong. Hai bài thơ này đều nằm trong cửu chương của nhà thơ khuất nguyên. Ai Dĩnh. Tên bài thơ này khiến Khương Vọng cảm thấy hứng thú. Dĩnh chính là đô thành của sở, thành của vương giả, có cái gì mà bi thương. Là thơ truy điệu do tiên hiền sáng tác trong lịch sử, sau khi Dĩnh Đô bị đánh hạ. Tả quan thù nói, không kìm lòng nổi mà ngâm tụng, chim bay về cố hương, cáo chết ắt hướng đồi. Khương Vọng còn chưa đọc được lịch sử sở đô bị đánh hạ. Nhưng câu thơ này, hắn lại nghe rất rõ ràng. Chim chóc bay ngàn dặm, cuối cùng muốn trở về quê cũ của mình. Hồ Ly khi chết, cũng muốn quay đầu nhìn núi nhỏ lúc mình ra đời. Ai có thể không nhớ mong quê cũ của mình? Khương Vọng im lặng một lát. Tả quan thù len lén ngắm hắn, chủ động hỏi, Huynh có biết tiến vào sơn hải cảnh thế nào không? Khương Vọng xóa sạch cảm xúc trong nháy mắt, mỉm cười hỏi, vào thế nào. Ta đã nói với Huynh, Thái Hư Huyễn Cảnh có rất nhiều nơi tham khảo sở quốc chúng ta, bao gồm phương thức tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Tả quan thù nói, đến lúc đó, thông qua cửu trương Ngọc Bích, chúng ta trực tiếp tiến vào Sơn Hải Cảnh. Có phải rất giống tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh thông qua Nguyệt Thược không? Nói như thế. Khương Vọng hỏi, Sơn Hải Cảnh cũng là vùng đất thần hồn mô phỏng hiện thực sao? Không phải tả quan thù lắc đầu, Sơn Hải Cảnh là nơi thân thể, thần hồn cùng tiến vào. Khương Vọng cười, trên một điểm này lại giống rất nhiều bí cảnh. Tả Quan Thù cũng cười. Vẹn vẹn từ Phương Thức tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh tương tự, đã nói Thái Hư Huyễn Cảnh tham khảo Sơn Hải Cảnh, quả thực không đứng vững chân cho lắm. Cho dù ở nơi nào đều có thể tiến vào Sơn Hải Cảnh bằng vào cửu trương ngọc bích khi nơi đó mở ra sao? Khương Vọng hỏi. Đúng là như vậy. Tả Quan Thù nói, trong lịch sử có người ẩn cư tránh tai họa tại Ung Quốc cũng tham dự sơn hải cảnh lần đó bằng cửu chương ngọc bích cho nên trên lý luận ta cầm khối ngọc bích này đi tề quốc tìm huynh cũng có thể tham dự sơn hải cảnh khương vọng cười nhưng khối cửu chương ngọc bích này có khả năng không gánh nổi tả quan thù cũng cười là nguyên lý này khương vọng nghĩ một lát lại nói nói vậy sơn hải cảnh cũng giống thái hư huyễn cảnh trải rộng ra trong phạm vi toàn bộ hiện thế sao có thể vẫn khác biệt tả quan thù lắc đầu nhưng cụ thể có khác biệt gì có lẽ chúng ta phải tự đi vào mới biết được dù sao những năm gần đây mọi người mới bắt đầu công khai thảo luận về thái hư huyễn cảnh trước kia chưa từng có ai lấy nó so sánh với sơn hải cảnh tỷ lệ chết trong sơn hải cảnh thế nào khương vọng lại hỏi tả quan thù lắc đầu gần như không có người chết khương vọng ngạc nhiên nói thân thể và thần hồn cùng tiến vào trong đó sao lại không có người chết được Bên trong sơn hải cảnh tự có quy tắc, người bị giết chết lập tức bị loại bỏ, tả quan thù nói, nhưng mặc dù quả thật không chết đi, thần hồn bản nguyên sẽ bị tước mất ba phần. Bị ai tước mất? Khương vọng mẫn cảm mà hỏi thăm. Quy tắc của sơn hải cảnh đấy. Dù sao mỗi một người chết trong sơn hải cảnh, thần hồn bản nguyên đều bị thương, lại không nhiều không ít, đều là ba phần. Đối với người tu hành, thần hồn bản nguyên bị tước mất ba phần, đã là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường thần lâm nhưng so với nguy hiểm chết đi không thể nghi ngờ loại kết quả này lại dễ chấp nhận hơn nhiều khương vọng tỉnh táo phân tích nếu quả thật thân thể và thần hồn cùng tiến vào sơn hải cảnh thì nhất định có cách giết chết đối thủ khiến quy tắc sơn hải cảnh không kịp bảo vệ người chết trận nếu không đệ sẽ không nói gần như gần như có ý nghĩa là có người thật sự chết trong sơn hải cảnh đúng không tả quan thù ngơ ngác khương khương đại ca huynh muốn giết ai? Ta chỉ phân tích một loại khả năng. Trong những đối thủ cạnh tranh mà đệ nói trước mắt, ta không quá muốn giết ai. Khương Vọng bật cười, nói, ta thoạt nhìn thích giết người như vậy sao? Thoạt nhìn thật ra vô cùng thanh tú ôn hòa. Nhưng huynh còn nói huynh không gây sự đâu. Tả quan thù nghĩ như thế trong lòng. Y nhìn chầm chầm Khương Đại ca, ôn tồn khuyên nhủ những người này, ai cũng có bối cảnh bất phàm, cho dù là sở dục chi, cũng dựa vào quân đội đó. Dù giết ai, chúng ta đều rất khó giải quyết, hoài quốc công phủ cũng không giải quyết được sao? Khương Vọng hỏi. Khương Đại ca càng nói càng nghiêm túc, tả quan thù hơi hoảng, giọng trẻ con vẫn cố ý đè nén cũng nhảy ra ngoài, nhưng bối cảnh của người ta cũng không tệ mà. Nếu không bị người phát hiện thì sao? Nếu không có ai biết người bị chúng ta giết thì sao? Đến lúc đó, Sơn Hải Cảnh cũng kết thúc, bọn họ không có khả năng vào sơn hải cảnh điều tra chứ khương vọng liên tiếp truy hỏi vẫn đang mùa xuân không biết vì sao đã nóng như vậy cũng có lẽ do trong xe quá ngột ngạt tả quan thù lau mồ hôi nói vọng ca mọi người tham dự sơn hải cảnh đều vì bí ẩn đại nhân hoàng duy chân để lại huynh muốn giết người trợ hứng sao khương vọng liếc y đây gọi là thăm dò quy tắc ta phải biết chúng ta có thể làm đến mức nào như thế khi chính thức đứng trước lựa chọn sẽ không cần lãng phí thời gian ở loại thời điểm này thứ lãng phí có lẽ không chỉ là thời gian để có hiểu không tả quan thù cái hiểu cái không gật đầu tuy nói y luôn rất chăm chỉ cũng cắn răng nghiến lợi nếm thử rất nhiều khổ ở loại nơi như sơn hải cảnh luyện ngục nhưng dù sao cũng chưa từng giao đấu sống còn chân chính bởi vì thế hệ này đích mạch tả thị chỉ còn lại có mình y dù là tổ phụ Hoài Quốc Công hay mẫu thân Ngọc Vận Trưởng công chúa, đều không cho phép y mạo hiểm tính mạng. Chuyện một mình đi biên hoang thí luyện giống như tả quan liệt năm đó, sẽ không xảy ra ở chỗ tả quan thù nữa. Thật ra y không cần tranh giành tài nguyên, cho nên y cũng không biết giữa người và người vì tài nguyên tu hành, có thể phát sinh loại chuyện gì. Mà Khương Vọng lại hiểu biết sâu sắc. Tuy nói người tham dự Sơn Hải cảnh lần này, hình như ai cũng không thiếu gì, nhưng vật hoàng duy chân để lại, ai có thể vỗ ngực nói mình không thiếu? Ai có thể đảm bảo mình không tranh giành đến đầu rơi máu chảy? Đừng nói khả năng chết trận chân chính, đến cả loại khả năng như thần hồn bản nguyên tước mất ba phần, Khương Vọng cũng muốn xóa bỏ nó. Vào sơn hải cảnh, hắn thật sự sẽ coi bất cứ kẻ nào làm đối thủ, ngoài tả quan thù. Có lẽ khuất thuấn hoa cũng có thể ngoại lệ. Người trợ quyền khuất thuấn hoa mời đến lại không được. Nói tới đây, xe ngựa đã trở lại hoài quốc công phủ khương vọng trả lại cửu chương ngọc bích trong tay cho tả quan thù cầm lấy trước đi hai người xuống xe ngựa sống vai mà đi đừng có áp lực quá lớn đi trong phủ quốc công khương vọng vỗ bả vai tả quan thù ta đến vì giúp đệ thắng được thứ đệ muốn vì thế chúng ta phải dọn sạch hết thảy chướng ngại có đôi khi giết người là thủ đoạn cần thiết nhưng mục đích của ta không phải giết người trên nguyên tắc nếu không phải có người muốn giết đệ, hoặc muốn giết ta, ta sẽ không chủ động giết ai. Về điểm này, đệ có thể yên tâm. Tả quan thù ngoan ngoãn gật đầu, từng. Nói về một đối thủ tiếp theo đi. Khương Vọng vừa đi vừa nói, bọn họ đều mời ai trợ quyền. Không thể người người đều biết ta, ta lại hai mắt đen thui chứ. Được Khương Vọng cam đoan, tả quan thù nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười hì hì, nói về một người huynh cảm thấy hứng thú nhất trước đã ô người giúp đỡ hạng bắt mời tới là thái dần của thái thị hạ quốc cái tên bị trọng huyền tuân đập vỡ tráng trên quan hà đài tả quan thù gật đầu thật mạnh thương vọng nhíu mày được đấy tả quan thù nói không sai đây quả thực là người hắn sẽ cảm thấy hứng thú nhưng hình như có khả năng phải giết người thiên kiêu tề quốc sẽ bỏ qua cho thiên kiêu hạ quốc sao hay có thể nói thiên kiêu hạ quốc sẽ tin tưởng thiên kiêu tề quốc sẽ bỏ qua cho thiên kiêu hạ quốc sao thiên kiêu của hai quốc gia đối địch ở bên ngoài lãnh thổ của hai bên ở nơi luật pháp hiện thế không bao trùm đến như sơn hải cảnh nơi hủy thi diệt tích rất dễ dàng đây gần như là một vấn đề không có lời giải đương nhiên trong sơn hải cảnh gần như sẽ không có người chết có lẽ là một tin tức tốt đối với thái dần mà tin tức không tốt lắm là có lẽ thái dần cũng nghĩ như vậy dù sao khương vọng dù có danh tiếng cực lớn nhưng mới bước vào ngoại lâu không lâu thái dần hắn ta xuất thân danh môn bản thân cũng là thiên kiêu lại rèn luyện trong thời gian dài hơn ở cảnh giới ngoại lâu trước khi giao đấu chính thức sao có thể cảm thấy mình không bằng được nhìn biểu cảm trở nên hơi kỳ quái của khương đại ca tả quan thù cũng ý thức được vấn đề trong nháy mắt bởi vì mâu thuẫn giữa hai nước tề hạ mục đích không phải giết người mà khương vọng vừa nói với y lại trở nên không đáng tin cậy. Nếu Huynh nhất định muốn giết thái dần kia, tốt nhất là Huynh có thể bỏ qua cho hạng bắt. Thật lâu sau, y mới ấp úng thốt ra một câu như vậy. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy, hiện tại Khương Vọng và Thái Dần đối đầu, còn chưa biết thắng bại. Nhưng trong lòng tả quan thù, với thực lực hiện nay của Khương Vọng đại ca, Thái Dần kia tất nhiên không có cơ hội gì. Đại khái vấn đề duy nhất ngay ở chỗ, một khi phát sinh xung đột, quy tắc của Sơn Hải Cảnh có thể bảo vệ cái mạng của Thái Dân được không? Còn về hạng Bắc, trên lệch giữa hắn ta và Khương Vọng đã thể hiện rất rõ ràng trước Hoàng Lương Đài. Ồ! Khương Vọng biết đại khái hình tượng hiếu chiến của mình trong lòng tiểu đệ này đã rất khó xoay chuyển, dứt khoát cam chịu, hỏi ngược lại, nếu có thể hoàn toàn hủy diệt dấu vết, đệ không muốn giết hạng Bắc kia sao? Sự sống chết của hắn không liên quan gì tới ta. Tả quan thù lắc đầu, nói rất nghiêm túc, ta chỉ không hy vọng huynh mạo hiểm. Huynh giết thái dần không có việc gì, nếu giết hạng bắc, bị người phát hiện, gia gia của ta cũng rất khó bảo vệ được huynh, lại nói, hạng bắc này không phải cố ý nhằm vào đệ đấy chứ. Khương Vọng đương nhiên cảm nhận được quan hệ của tả quan thù, chỉ nhíu mày nói, ta nhớ được trước kia đệ đã từng nói với ta, khi tranh đoạt danh ngạch Hoàng Hà Hội, hình như thái độ của hắn đối với đệ đã rất không tốt. Đúng là cố ý nhằm vào ta, bởi vì sao? Khương Vọng quả thực không quá hiểu được. Bởi vì xem từ đủ loại biểu hiện của hạng Bắc, mặc dù người này hơi cuồng ngạo, nhưng không quá giống loại người thích đuổi đánh tới cùng, được một tất lại muốn tiến một thước người, càng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Đã từng thắng tả quan thù một lần trong lúc tranh đoạt danh ngạch Hoàng Hà Hội, còn cần thiết phải nhân lúc đi ngang qua cũng dẫm một phát sao. Đắc tội hoài quốc công phủ như thế, nào có chỗ tốt gì? Lúc này, hai người đã sống vai đi vào viện của tả quan thù, ngồi xuống trong lương đình. Tả quan thù trầm mặt nửa ngày, cuối cùng là nói, bởi vì trận chiến Hà Cốc. Trong trận chiến kia, người thống lĩnh sở quân là chân quân hạng Long Tương. Mà huynh trưởng của ta, tả quan liệt, chấp trưởng Hồng Anh, phục vụ dưới trướng hạng Long Tương. Phụ thân ta đã chết trận trong chiến tranh tần sở. Huynh trưởng ta là thiên kiêu nổi danh thế gian, cũng là hy vọng trọng chấn quy danh tả thị. Bất kể là ai tới làm thống soái này, về tình về lý, đều không nên đưa huynh trưởng ta vào nơi nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói hạng thị và tả thị ta qua lại thân thiết nhiều năm. Nhưng hạng Long Tương vừa lúc lại phái huynh trưởng ta đi nơi nguy hiểm nhất. Tả quan thù cục mắt xuống, hà cốc thảm bại, hạng Long Tương khó mà thoát tội. Bởi vì ông ta chết trận xa trường, thiên tử mới không truy cứu hạng gia. Nhưng có một số việc, không phải thiên tử không truy cứu, thì sẽ không phát sinh. Một vị chân quân chết đi, có ý nghĩa thế nào đối với hạng gia ta không nói huynh cũng hiểu được chỗ ngồi trước kia của hạng gia hiện tại đã không thể ngồi đồ vật có thể cầm trước kia hiện tại lại không thể cầm lợi ích chiếm được trước kia hiện tại lại không thể chiếm có quá nhiều lực lượng sẽ kéo bọn họ xuống rất nhiều người hạng gia cảm thấy gia gia của ta đang chèn ép hạng gia bọn họ nên sinh ra oán hận với tả thị ta vậy hoài quốc công có làm thế sao Khương vọng hỏi. Đương nhiên là không. Nam nhi tả thị ta ra chiến trường, đã sớm có giác ngộ về sinh tử. Hạng Long Tương dùng lính của ông ta, điểm tướng của ông ta, dù ai chết rồi, đều không cần chịu trách nhiệm với người nào. Hiện tại hạng gia chỉ gánh chịu trách nhiệm thua trận của Hạng Long Tương ông ta mà thôi. Gia gia của ta đã sớm bày tỏ thái độ rồi, huynh trưởng ta chết trận, không oán bất cứ ai. Chiến trường chính là như thế mỗi một vị tướng sĩ đều có cha mẹ người nhà không có ai không thể chết cũng không có ai không đáng chết tả quan thù nói đến đây dừng một chút tổ phụ không chèn ép hạng gia nhưng cũng không giúp hạng gia nói chuyện dù hoài quốc công có hiểu sự tàn khốc của chiến tranh ra sao cũng không có khả năng hoàn toàn không oán hận chuyện trưởng tôn của mình chết trận đặc biệt là với trình độ tinh nhuệ của hồng anh với phong thái tuyệt thế của tả quan liệt cho dù dưới thế cục thảm bại của hà cốc cũng nên đủ khả năng giữ được tính mạng mới phải. Nhưng Hạng Long Tương lại đưa hắn vào chỗ chết. Dưới loại tình huống này, còn muốn tả gia giúp Hạng gia thực sự là khó có khả năng. Không chèn ép Hạng gia là độ lượng của Hoài Quốc Công Đại Sở. Không giúp đỡ Hạng gia, lại là lòng đau thương của một người tổ phụ. Nhưng có một số việc, để làm hay không làm, chỉ có chính để biết. Khương Vọng nói tràn đầy cảm xúc, nếu người khác cảm thấy để làm, để giải thích thế nào cũng vô dụng, một người chỉ cần có định kiến bất cứ ai cũng không thể thuyết phục hắn bất cứ một người nào đã từng bị oan ủng đều nên biết loại cảm giác có khổ mà khó nói ra rõ ràng ngươi không làm gì nhưng người bên ngoài nói chắc như đinh đóng cột lặp lại lời bịa đặt mấy lần người qua đường nghe một lỗ tai bên này nghe một lỗ tai bên kia đã tôn sùng làm chân lý cái gọi là tích hủy tiêu cốt miệng nhiều người xó chảy vàng chính là như thế ts tích hủy tiêu cốt thành ngữ, có nghĩa là lời vu khống liên tục có thể hủy hoại con người. Nếu không phải Khương Vọng tin tưởng tả quan thù, lại từng đích thân tiếp xúc hoài quốc công, chỉ e hắn cũng e cảm thấy tả thị thật sự đang chèn ép hạng gia bởi cái chết của tả quan liệt. Bởi vì việc này quá hợp tình hợp lý. Dụng binh hiểm độc, khiến tuyệt thế thiên kiêu như tả quan liệt chết trận, sao tả thị có thể không hận hạng gia tận xương. Hoài quốc công có quyền thế ngập trời, còn có lực lượng báo thù, sao có thể không thừa cơ động tay động chân được. Mọi người có thể nghĩ là đương nhiên, phân tích hết thảy, đạt được cái gọi là kết luận hợp tình hợp lý, duy chỉ không cân nhắc đến sự độ lượng của bản thân hoài quốc công. Bởi vì phần lớn mọi người sẽ không có được độ lượng như thế. Mọi người sẽ không tin tưởng việc mình không làm được, sẽ không tin tưởng thứ mình chưa từng có. Dần già, ngay cả chính người nhà họ hạng cũng tin. Nếu không, chân quân của bọn họ chết trận xa trường, tận trung vì nước cho dù có tội cũng đã chuột hết sao trên dưới triều chính còn có nhiều cánh tay muốn kéo bọn họ vào vũng bùng như vậy chẳng lẽ không phải có người thao túng tất cả ở sau lưng sao đương nhiên đối với những âm thanh này có lẽ bản thân hoài quốc công cũng không thèm để ý nhưng người nhà họ hạng không có khả năng không thèm để ý hạng bắc không có khả năng không thèm để ý đây chính là chỗ mâu thuẫn của hắn ta với tả quan thù Cả quan thù nói, thật ra mặc dù hạng bắt cuồng ngạo, nhưng trước kia lại không kiêu ngạo, ngang ngược như thế. Hắn chỉ dùng dáng vẻ hiện tại này để duy trì biểu hiện giả dối hạng gia vẫn còn mạnh. Dù sao khi hạng long tương chết trận, cố ý để lại thanh cái thế kích cho hắn, để hắn làm người thừa kế hạng gia. Nếu hắn không thể biểu hiện ra tư thái ép ngang người cùng thế hệ, thì không đủ để khiến người ta kiên kỵ tương lai của hạng gia vào lúc chân quân của gia tộc ngã xuống. Ta nghĩ hắn chưa hẳn thật sự cho rằng gia gia của ta chèn ép hạng gia bọn họ. Chẳng qua hắn không xuất thân từ đích mạch, nương theo uy thế còn lại của hạng Long Tương, mới trở thành người thừa kế gia tộc. Hắn nhất định phải cân nhắc ý chí của tộc nhân hạng thị trong mắt Khương Vọng có kinh ngạc. Tả quan thù ngượng ngùng. Ngại ngùng, non nớt, thường thường sẽ khiến hắn không tự chủ coi tả quan thù trẻ con. Nhưng thật ra thiếu niên này cũng đã 16 tuổi là thiếu niên trưởng thành trong gia tộc quyền quý cao cấp nhất sở quốc, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục cao cấp nhất. Sau khi tả quan liệt chết trận, y được bồi dưỡng thành người thừa kế của gia tộc. Thật ra y có thể nhìn vấn đề rất thấu đáo. Thương vọng nhìn y, chờ mong tiểu đệ này còn có thể nói gì. Tả quan thù nói với giọng điệu bình thản, ta không hận hắn, nhưng cũng sẽ không khoan dung hắn. Hiện tại, tài nghệ của ta không bằng người, nên chịu nhục chờ đến khi ta vượt qua hắn, ta cũng sẽ dẫm hắn một lần khi đi ngang qua hắn, dựa vào lực lượng của chính ta. Nhưng, ta quả thật không có ý nghĩ giết chết hắn. Sống chết của hắn không liên quan gì đến ta, tương lai của hắn, xem tạo hóa của chính hắn. Tình cảm của tả gia và hạng gia đã cắt đứt tại Hà Cốc rồi. Ta và hạng bắt hắn càng không có tình cảm gì để nói. Lẽ ra nên như vậy. Khương Vọng gật đầu, bày tỏ sự hài lòng, lại nói, Nói về những người khác một chút đi, chuyến đi Sơn Hải cảnh lần này, Thái Dần, Hạng Bắc đều không có gì đáng lo. Tả quan thù cũng nói tiếp, thiên kiêu sở dục chi mời đến trợ quyền, là tiêu thứ của Đan Quốc. Khương Vọng có ấn tượng với tiêu thứ, biểu hiện của người này cũng coi như chó sáng, dù sao đã đánh bại xúc mẫn, nhưng trận chiến kia là trận xúc mẫn từ bỏ theo chiến lược, cho nên cũng không nhìn ra quá nhiều. Sau này trong trận đấu nội phủ 16 vào 8, y thảm bại dưới tay Tần chí trăng một người trợ giúp như vậy không thể coi là yếu dù sao thiên kiêu có thể tham dự hoàng hà hội đã là thiên kiêu đứng đầu các quốc gia nhưng trước mặt khôi thủ hoàng hà khương vọng tiêu thứ còn không thể đánh vào cả bát cường quả thực không thể nói là uy hiếp khương vọng không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt ra hiệu kế tiếp cao thủ ngũ lăng mời tới trợ quyền là thiên kiêu ngoại lâu cảnh việc quốc cách vĩ tả quan thù giới thiệu Thiên Kiêu Ngoại Lâu cảnh số một của Việt Quốc cách phỉ cũng là bát cường của trận Ngoại Lâu Hoàng Hà Hội bị Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc đánh bại. Khương Vọng chỉ mơ hồ nhớ kỹ cái tên, ấn tượng đối với người này còn không sâu sắc bằng Bạch Ngọc Hà Nội phủ cảnh của Việt Quốc. Bởi vì mấy trận đấu khác của trận Ngoại Lâu quá đặc sắc, một trận cách phỉ bại bởi Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc, cản bản không có mấy ai chú ý. Có thể đi vào bát cường của Hoàng Hà Hội đã đáng giá coi trọng, huống chi còn là bát cường của trận Ngoại Lâu nhưng Khương Vọng chỉ hỏi, còn có ai nữa? Vì vậy, tả quan thù tiếp tục nói, người trợ quyền Trung Ly Viêm mời đến là phạm vô thuật của Lý Quốc. Một nhân vật rất có chuyện xưa như thế, 15 năm sa súc tinh thần, 10 năm tu hành, nhất phi trùng thiên. Trên Hoàng Hà Hội, hắn ta cũng tiến bát cường của trận ngoại lâu, cuối cùng bị Trung Sơn Vị Tôn đánh bại. Mặc dù Khương Vọng cũng chưa từng chú ý trận chiến kia, nhưng vẫn có một ít ấn tượng qua lời đồn đối với phạm vô thuật này. Lại nói, những gì người này và Trung Ly Viêm trải qua có chỗ rất tương tự, khó trách có thể chí thú hợp nhau, quấy hợp cùng nhau. Nhưng đối với Khương Vọng, nếu để hắn dùng thực lực bây giờ đi dò xét trận ngoại lâu hoàng hà hội năm ngoái, ngoài thiên kiêu của sáu nước lớn bá chủ, chỉ có một yến thiếu phi nắm giữ tu tẩn hoang cần coi trọng. Lại nói tiếp, họ đều là thiên kiêu các nước, là tuấn ngạn trẻ tuổi phải kể đến trong thiên hạ. Nhưng đến tận bây giờ, Khương Tức Gia đi từng bước một đến hiện tại, quả thật cũng có tư cách bể nghệ người cùng thế hệ. Bởi vì hắn là đệ nhất, là ngôi sao lộng lẫy nhất trong quần tinh lóng lánh của Hoàng Hà Hội. Nghe xong tả quan thù giới thiệu những người này, Khương Tức Gia cao giọng cười, tự tin hào hùng, ta xem anh hùng thiên hạ, chỉ thường thôi. Quan thù, lúc trước ta đã nói ở trong thư rồi, hiện tại nói lại lần nữa ngay trước mặt đệ, Sơn Hải Cảnh lần này, ta dắt đệ đạt được khôi thủ. Tả quan thù nói, còn có một đấu chiêu ta chưa nói đâu đấu chiêu mời ai đến khương vọng ngưng cười hỏi hắn cũng không mời ai tả quan thù nhìn sắc mặt của hắn nói còn nói gì mà đều là chút gà đất chó sành hắn hận không thể trói một tay lại nào cần mời một người trợ quyền đến quan thù đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên khương tước gia khí thế hùng hổ nói như vậy từ sau yến tiệc ở hoàng lương đài Khương Vọng và tả quan thù lại chưa ra khỏi công phủ một bước. Mỗi ngày tu hành, luận bàn, điều trị. Chỉ cầu lấy trạng thái trọn vẹn nhất, tiến vào sơn hải cảnh. Điều khiến Khương Vọng cảm thấy hạnh phúc là Hoài Quốc công thỉnh thoảng sẽ bớt thời gian tới giảng bài. Từ hung đồ đại tề đến tiền bối quan diễn, từ triều nghị đại phu dịch tinh thần lại đến Hoài Quốc công đại sở, Khương Vọng ăn cơm trăm nhà về việc tu hành, vô cùng giỏi lợi dụng loại cơ hội này. Từ sớm trước kia, vì bổ sung xong cơ sở hắn cũng từng lĩnh giáo những người bạn trọng huyền thắng lý long xuyên tả quan thù không ít căn bản không tồn tại vấn đề không mở miệng được chẳng qua theo thực lực tăng lên những người bạn này đã dần dần không thể mang đến quá nhiều sự trợ giúp càng nhiều hơn là không ngừng để dò xét bản thân thông qua chiến đấu tìm kiếm vấn đề của chính mình để cải tiến đối với khương vọng loại thời gian có cường giả chỉ điểm này chính là người quá đói được ăn chán chê cả ngày hạnh phúc không biết dường nào trong thời gian tươi đẹp như thế, rốt cuộc nên đón ngày 16 tháng 2, ngày Sơn Hải Cảnh mở ra. Hai người ngồi đối diện nhau trong thư phòng của tả quan thù. Hoài quốc công phủ chính là một trong những nơi an toàn nhất sở quốc, bọn họ lại không cần nhọc lòng chuyện sau khi Sơn Hải Cảnh kết thúc. Cửu chư Ngọc Bích được khắc quốc tụng, được tả quan thù giữ trong tay. Hai người yên lặng chờ đợi một khắc này thời cơ đến. Lúc đầu đệ mời ai trợ quyền, Khương Vọng đang nghe chuyện trên TV audio CV đột nhiên hỏi. Tả quan thù ngẩng đầu, vì sao Huynh lại hỏi chuyện này? Nhớ tới, nên thuận miệng hỏi một chút. Là một vị thiên kiêu trong thư viện mộ cổ, đã bồi thường đầy đủ rồi, Khương Đại ca không cần lo lắng, ta không lo lắng, cho bao nhiêu? Tả quan thù. Khi đang nói chuyện, cửu chư ngọc bích trong tay tả quan thù bỗng nhiên tỏa ánh sáng ngời. Dưới sự cố ý của tả quan thù, ánh sáng này cũng bao phủ khương vọng ánh sáng quấn thành một vòng vừa hay vây quanh hai người rồi lại tự kéo dài hình thành một cột sáng có hình dáng ống tròn khương vọng và tả quan thù lại thành người trong lòng ánh sáng vốn trắng lóa đột nhiên biến thành đủ mọi màu sắc mảnh vỡ cảnh vật đếm không hết chảy quanh người nhưng căn bản cũng không nhìn rõ chúng miêu tả cái gì trông khá kỳ quái sau đó chúng lóe lên rồi biến mất biến mất không còn tâm hơi trong thư phòng lão công gia cùng ở phủ quốc công ngồi trong thư phòng của mình ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ trong cột sáng kỳ quái tả quan thù lớn tiếng hỏi huynh biết cái gì gọi là sơn hải cảnh không cái gì khương vọng chỉ kịp mở miệng thốt ra hai chữ cảnh vật trước mắt đã bất ngờ thay đổi mà lỗ tai cũng bị triều âm thanh phủ kín rầm rầm biển vô biên vô hạn màu xanh thẳm mênh mông bát ngát. Khương Vọng đã từng thấy biển, trên đài thiên nhai còn có hồn phách hắn chôn vùi, đến nay thanh danh của hắn vẫn lưu truyền khắp quần đảo ven biển. Nhưng nhìn thấy vùng biển trước mắt này, rộng lớn vô ngần, xa xôi vô tận. So ra, quần đảo ven biển lại thật chật hẹp. Nước biển trong vắt, có thể thấy được cả cá bơi, san hô, thế giới dưới nước phong phú yêu kiều. Mặt biển xanh thẳm, giống như một tấm gương vô biên vô hạn mà trời ngẩng đầu nhìn trời vạn dặm ráng mây vương khắp bầu trời tựa như một bức tranh được trải ra từng ngọn núi lơ lửng thò vào trong ráng mây như ẩn như hiện ở cuối tầm mắt đây là sơn hải cảnh toàn thân tả quan thù bị khói màu lam nhạt bao phủ y đứng lơ lửng mà giọng nói khó nén rung động thương vọng ở một bên cũng khởi động vô ngự yên giáp dùng yên giáo màu đỏ rực che thân lập tức xóa sạch trọng huyền lực kinh khủng trong sơn hải cảnh Quả thực là sơn hải cảnh tràn ngập tầm mắt. Tả Quan Thù hỏi: "Huynh đã từng dương danh ở vùng biển, biển nơi đó so với chỗ này thì thế nào?" Ven biển không rộng lớn bằng nơi này. Còn về biển cả, sau chuyến đi mê giới, ta còn chưa từng đi xem. Nhưng hoàn cảnh chắc hẳn rất ác liệt, không đẹp bằng nơi này." Khương Vọng vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa trả lời. Tả Quan Thù chậm rãi bay xuống, hai chân đạp trên mặt biển, mượn nhờ sức nước nhanh chóng nắm chắc hoàn cảnh quanh mình khương vọng cảm giác nguyên lực nơi này điều chỉnh tinh tế trạng thái cơ bắp gắn đạt tới mức thích ứng quy tắc sơn hải cảnh nhanh nhất miệng nói đệ nói đệ cần gì phải vào sơn hải cảnh mới có thể biết hiện tại đệ đã biết chưa tương truyền hoàng duy chân để lại hết thảy của ông ấy ở đây bí mật thần lâm của ông ấy cửu phượng chương của cải tuyệt học của ông ấy cho nên mới có nhiều người chạy theo như vịt như vậy tả quan thù nhắm mắt lại chậm rãi nói, hiện tại còn không biết lần này cái gì sẽ xuất hiện. Nhưng ta đương nhiên muốn có cửu phượng chương nhất. Mỗi người đều có chân của mình, không cách nào thuộc lại bằng ngôn ngữ, không cách nào ghi chép bằng chữ viết, không ai giống ai. Cho nên, dù cho có thể để lại động chân đạo, cũng không có tác dụng quá lớn đối với kẻ đến sau. Trên động chân thì càng không cần nói. Làm cảnh giới khởi đầu của thượng tam cảnh, thần lâm cảnh là bước nhảy vọt của bản chất sinh mệnh trực tiếp phá vỡ giới hạn tuổi thọ trời sinh bí mật thần lâm của hoàng duy chân chính là kinh nghiệm tu hành quý giá nhất mà hắn có thể để lại nghe thấy tả quan thù nói những chuyện này khương vọng còn tưởng rằng y sẽ chờ mong bí mật thần lâm của hoàng duy chân không ngờ lại là cửu phượng chương hắn không khỏi nói đã sớm nghe để nói về cửu phượng chương nhưng ta còn không biết cửu phượng chương là cái gì đây là một môn công pháp cũng là một tính vật hoặc là một môn thần thông hay có thể nói, nó là chìa khóa mở ra thần thông cửu phượng. Cụ thể hơn, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết người tu hành công pháp một đời trước nhất định phải chết rồi, nó mới có thể hiển hiện ở một nơi nào đó một lần nữa. Tả quan thù giải thích, cho nên môn thần thông này là độc nhất vô nhị. Công pháp, tính vật, thần thông. Khương Vọng chưa từng nghe thấy. Ngay lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, chỉ một thoáng mở ra trạng thái thanh văn tiên tả quan thù vẫn đang dò xét hoàn cảnh dựa vào thần thông hà bá lại nắm chắc tình báo nhanh hơn hắn y đưa tay ra kéo hắn lại hai người chìm thẳng xuống dưới nước trong nước biển một cái lồng nước hình bầu dục tự nhiên hình thành bao bọc bọn họ vào trong nhờ lý giải sâu sắc của tả quan thù đối với hệ thủy cái lồng nước này gần như thành một thể với nước biển rất khó gặp lực phòng ngự gần như bằng không tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp bọn họ hòa vào vùng biển này vô ngự yên giáp trên thân hai người cũng lập tức tan đi. Lúc trước tả quan thù luôn miệng nói không thiếu nguyên thạch, muốn duy trì vô ngự yên giáp toàn bộ hành trình, để lúc nào cũng giữ được trạng thái tốt nhất. Hiển nhiên, y đã quên cân nhắc tình huống cần thu mình lại tàn hình như lúc này. Vô ngự yên giáp dùng tốt thì có dùng tốt, nhưng khó tránh hơi rêu rao. Một khắc ngay sau đó, có âm thanh đến bái vào trong tai khương vọng, dưới trạng thái thanh văn tiên, vạn âm thanh triều bái, như thần bái quân nhưng âm thanh này quả thực giống như đang đến mưu phản xoán vị, chấn động đến mức trạng thái thanh văn tiên của Khương Vọng gần như tan đi. Hắn quả thực cũng chủ động thu lại. Đó là một loại tiếng rất giống tiếng gáy của Uyên Ương. Mà trong đó bao hàm uy nghiêm kinh khủng, gần như có thể tưởng tượng một hai lực lượng của người gáy. Tuyệt đối không phải kẻ mình đủ khả năng đối phó bây giờ. Vừa vào sơn hải cảnh, đã gặp phải tồn tại kinh khủng như vậy, là vận may của hắn quá tốt hay dị thú bậc này có thể thấy được khắp nơi trong sơn hải cảnh. Bố trí một bí cảnh thần lâm trở lên không được vào, sau đó bên trong có dị thú kinh khủng như vậy tồn tại. Hoàng Duy chân thật sự không phải đang mưu sát sao? Vì thế kinh khủng kia nhanh chóng tới gần, cách lồng nước tan vào trong biển, Khương Vọng nhấc mắt nhìn xem. Chỉ nhìn thấy một tên to xác ước chừng hơn 20 trượng, hình thù cổ quái, thân cá cánh chim, lướt qua tầng trời thấp. Đây là một con cá lớn mọc cánh hay là một con chim có thân cá lớn. Khương Vọng không phân rõ, chỉ phát hiện từ trong cảm giác đè nén kinh khủng này, đây là một con dị thú ít nhất có được lực lượng cấp độ thần lâm. Vừa vào Sơn Hải Cảnh, đã gặp thần lâm. Chuyện này khiến lời ngông cùng quét ngang Sơn Hải Cảnh của Khương Tước Gia có vẻ hoang đường đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể ẩn thân trong lòng nước do tả quan thù chế tác, quan sát đàng hoàng con dị thú này cùng y, đến một động tác dư thừa cũng không có. Hắn nhìn thấy, con dị thú thân cá cánh chim này bay qua ở tầm thấp, bỗng nhiên há miệng, miệng nó phủ kín răng nhọn, đang xem như đau, thương. Mà trong nháy mắt nó há mồm, cả một mảnh biển gần đó đều rung chuyển. ầm ầm Hút vào hết thảy. Giống như toàn bộ vùng biển đều bị lật quay lại, nước biển không cách nào tính toán nổi bọc lấy hết thảy tôm, cá, cua, sò trong biển. Toàn bộ xông vào trong cái miệng lớn của nó. Trời thấp, mây cũng nặng dị thú như nuốt biển. Thậm chí ngươi còn cảm giác, có phải nó muốn uống cạn cả vùng biển một này bằng mụn hay không? Toàn bộ vùng biển bị lực lượng kinh khủng này bao phủ, xuất hiện một cái phễu khổng lồ. Thật ra đó là dòng lũ trào lên. Tả quan thù và khương vọng ẩn thân lồng nước, đương nhiên cũng bị lôi cuốn vào trong phạm vi lực hút kinh khủng này, có một loại cảm giác lúc nào cũng sắp bị kéo đi. Vào trong bụng con dị thú này, còn chịu nổi sao? chỉ e sẽ không còn cơ hội đi ra nữa. Khương Vọng nhìn tả quan thù, tay đã đặt trên thân kiếm, dùng ánh mắt hỏi tả quan thù có thể chịu đựng được không? Thực sự không được, trận chiến đầu tiên tiến vào Sơn Hải Cảnh sẽ phải giao phó trên thân con dị thú này. Mặc dù chắc chắn không có khả năng chiến thắng, nhưng Khương Vọng vẫn có mấy phần nắm chắc quấy rối một phen rồi chạy đi. Đến lúc đó, hắn lại dùng bí thuật truy tư hội hợp cùng tả quan thù là được. Tả quan thù lắc đầu hết sức chăm chú cảm nhận nước nắm chắc lực lượng của nước y vận chuyển thần thông hà bá gian nan thao túng lòng nước hộ thân để nó không bị cắn nuốt cùng lượng lớn nước biển lại không đến mức phát ra lực kháng cự quá lớn làm con dị thú kia chú ý tới hai con tôm nhỏ bọn họ loại nắm chắc tinh chuẩn này mới là điểm hao tổn tinh lực nhất thật ra thời gian vẫn chưa qua bao lâu nhưng bởi vì lực lượng kinh khủng của con dị thú kia mà có vẻ thật dài dằng dặc thậm chí Khương Vọng đã thấy mồ hôi hột đầy trên trán tả quan thù. May mà lần hút vào này cuối cùng cũng trôi qua. Con dị thú thân cá cánh chim kia ngậm miệng lại, cái phễu to lớn màu xanh thẳm được tụ thành bởi nước biển biến mất. Sau đó môi cá của nó nhếch lên. Phút phút phút. Từ giữa hàm răng của nó, nước biển bắn mạnh xuống, phát ra tiếng rít kinh khủng, lại như giống cây giáo. Giáo nước biển đầy trời rơi xuống biển, đánh cho vùng biển này nổi sóng khắp nơi đánh tấm gương biển này thủng lỗ chỗ. Một con cá vừa lúc bơi trên lòng nước hai người đang ẩn trốn, kết quả trực tiếp bị một thanh giáo nước biển rơi xuống xuyên thủng. Mưa máu bay khắp, che đậy tầm mắt. Trong cả vùng biển, sinh mệnh lọc lưới đếm không hết gặp phải đòn đánh hủy diệt vào thời khắc này. Bọn chúng may mắn tránh bị dị thú hút vào, lại bị dòng nước phun ra từ miệng nó giết chết. Vùng biển xanh thẳm dần dần bị nhuộm đỏ. Khương vọng tỉ mỉ khống chế thủy nguyên, xua tan sương máu gần lồng nước, để mở rộng tầm mắt. Dù hắn khống thủy kém xa tả quan thù, nhưng làm những chuyện nhỏ nhặt này vẫn không thành vấn đề. Nhưng cũng vào lúc này bỗng nhiên một thanh giáo nước điển xuyên qua lồng nước, đâm thủng cánh tay phải của tả quan thù. Máu tươi tràn ra bên trong lồng nước. Lửa giận lập tức dâng lên trong mắt khương vọng, nhưng tả quan thù dùng ánh mắt ổn định hắn. Ca, đừng nhúc nhích. Y mấp máy bờ môi dùng hình môi nói như vậy. Vì dưới uy thế của con dị thú kia, trong tình huống vùng biển này rung chuyển như thế, vẫn phải hòa làm một thể với hoàn cảnh. Y đã dùng hết tất cả vốn liếng, đến cả chút sức lực truyền âm đều không phân ra được. Khi thanh, giáo nước biển đâm tới, Khương Vọng không để ý đến, nhưng Y khống chế thần thông hà bá, đương nhiên sẽ không bỏ qua quỷ tích của thanh, giáo nước biển này ở trong nước, phải Y không né tránh được, mà một khi Y né tránh, quan hệ của lòng nước và vùng biển này đương nhiên sẽ bị phá vỡ thần thông hà bá của y không thể ảnh hưởng có hiệu quả nữa bởi vậy tất nhiên sẽ dẫn đến con dị thú kia không nhìn thấy bọn họ con dị thú thân cá cánh chim này có cấp độ lực lượng không thua gì tu sĩ thần lâm lúc này nó chỉ đang ăn bình thường mà không chú ý đến hai con cá nhỏ bọn họ nếu thật sự ầm ĩ đến mức thương vọng nhất định phải rút kiếm dẫn nó đi nguy hiểm chắc chắn không thể tránh né nhưng y không muốn. Thế là Khương Vọng im lặng. Trong giây lát, lại một thanh giáo nước biển khác rơi mạnh vào lòng nước. Lúc này Khương Vọng đã vô cùng tập trung chú ý, mới mở ra trạng thái thanh văn tiên lần nữa, nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên thanh giáo nước biển kia vì không ảnh hưởng đến sự cố gắng tan vào hoàn cảnh vùng biển của tả quan thù, hắn cũng vận dụng lực lượng vô cùng nhỏ bé. Đạo Nguyên gần như chỉ ngưng tụ lòng bàn tay. Giáo nước biển đụng vào ngón tay của hắn, không ngừng đánh sâu vài, mà không ngừng tiêu mất. Lực lượng bị tan rã, âm thanh bị chôn vùi. Cuối cùng, nó gần như tiêu tán vô thanh vô tức. Duy chỉ để lại một giọt máu trên lòng bàn tay, bị thương bởi vì chưa thể khống chế sức lực hoàng mỹ. Nhưng đó cũng là giọt máu cuối cùng. Trong thời gian sau đó, vẫn sẽ có giáo nước biển rơi mạnh xuống, nhưng Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay, mười ngón như đánh đàn nhảy lên trên đầu bả vai tả quan thù đỉnh mỗi một lần đều vừa hay đỡ được giáo nước biển lại vừa đúng chôn vùi nó không tạo ra chút tiếng động nào con dị thú thân cá cánh chim này nuốt vào quá nhiều nước biển giáo nước biển rơi ào ào từ giữa những khe hở răng nhọn tiếp tục tròn nửa canh giờ mới dừng lại sau đó nó nhai ăn số cá còn trong miệng chấn động cánh phi thân lên đẩy ra gợn sóng vô hình ở tầng trời thấp khí áp kinh khủng ép mặt biển đến mức xuất hiện một cái hố nhỏ, thật lâu mới khôi phục lại. Con dị thú kinh khủng này, một lần ăn cơm bình thường đã gần như diệt sạch vùng biển này. Nhưng rốt cục nó cũng đi. Khương vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm ở trong lòng, hắn thật sợ nếu tiếp tục kéo dài nữa, tả quan thù sẽ không thể chèo chống được. Muốn duy trì cố gắng hòa vào hoàn cảnh rồng rã nửa canh giờ dưới áp lực của dị thú cấp thần lâm, có thể nghĩ loại tiêu hao kia lớn đến mức nào tả quan thù lại công môi, có vài phần đắc ý của thiếu niên, môn đạo thuật ta nghiên cứu này không tệ chứ. Khương Vọng vừa xử lý vết thương ở cánh tay phải cho y, vừa không tiếc lời ca ngợi, đúng là thần hồ kỳ kỹ, diệu thủ thiên thành. Đáng tiếc, cổ kiệu hoa này, hắn khiên, tả quan thù lại không khiên. Ta vẫn tự làm thôi. Một tay tả quan thù đẩy tay Khương Vọng ra. Y biểu diễn cho Khương Đại ca cái gì gọi là đạo thuật trị liệu, dựa vào một tay, đã thuần thục giải quyết vết thương kia gần như hoàn mỹ. Đạo thuật trị liệu đối lập quá thảm thiết, khác nào một hồi nhục nhã công khai. Khụ. Khương đại ca nhất định phải bày ra kinh nghiệm phong phú thân kinh bách chiến của hắn, nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta cần phải mau chóng rời đi, e rằng mùi máu tươi sẽ dẫn tới dị thú khác. Mà cũng không biết đáy biển có quái vật gì không. Nước ở đây nói cho ta, có rất nhiều sinh vật đáy biển mạnh mẽ. Tả quan thù nói chắc chắn, nhưng nguy hiểm lớn nhất của chúng ta hiện tại chắc là hoàng bối và sóng thần. Y xử lý tốt vết thương, cảm thụ phương hướng đại khái, rồi vẫy tay để Khương Vọng đuổi theo. Y cầm một khối nguyên thạch trong tay, vừa cấp tốc khôi phục đạo nguyên, vừa qua lại trong nước. Hoàng bối và sóng thần. Khương Đại ca hiển nhiên thật mờ mịt. May mà tả quan thù làm tiểu đệ rất kiên nhẫn, con dị thú vừa rồi là lõa ngư. Theo ghi chép trong Sơn Hải Cảnh Dị Thú Chí, lõa ngư, thân cá cánh chim, tiếng như uyên ương, thấy nó thì thành lũ lụt. Nếu lõa ngư xuất hiện ở đây, vậy nơi này chắc là dương thủy. Phía bắc dương thủy bắt đi là mông thủy, mông thủy lại phát xuất phát từ khuê sơn. Nhìn sang thuận theo phương hướng mạch nước ngầm của mông thủy. Huynh xem bên kia đi. Y đưa tay chỉ bầu trời phía xa, lờ mờ, một ngọn phù sơn hai đỉnh uống lượng đối lập nhau, ngọn phù sơn trông giống như sừng trâu kia, chắc là khuê sơn. Khương Vọng hoàn toàn không nghe hiểu, nơi này không phải chỉ là biển không giới hạn thôi sao? Sao có thể giống như nước sông phân nhánh, được chia thành dương thủy, mông thủy? Còn nhìn phương hướng mạch nước ngầm. Đó là cái gì? Tóm lại nghe có vẻ cực đáng tin cậy. Còn có tên bộ sách Sơn Hải Cảnh Dị Thú Chỉ này, luôn nghe có vẻ hơi quen tai, nhưng trong thời gian ngắn, hắn lại không thể nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu. Không nhìn ra đó, ngươi tuổi còn nhỏ đã có kiến thức rộng rãi lịch duyệt rất phong phú đấy khương vọng khen ta không thường đi ra sở quốc tả quan thù nói đến đây dừng một chút mới nói chỉ đọc sách nhiều chút thôi khương vọng luôn cảm thấy câu nói này của y có chút ý vị sâu xa nhưng nhìn biểu cảm của đứa nhỏ này lại thấy rất vô tội đọc sách tốt đọc sách tốt mà đọc vạn quyển sách bằng đi vạn dặm đường tả quan thù lại nói Bên trong Sơn Hải cảnh dị thú chí có ghi chép, hoàng bối cũng là dị thú sinh động trong dương thủy. Đồng thời, trong chú bản của tiên hiền trường thận có nói, hoàng bối kết bầy mà sống, xen lẫn cùng lõa ngư, nhất định sẽ tới trước lũ lục. Khương Vọng chỉ chú ý tới bốn chữ kết bầy mà sống, vừa muốn hỏi thực lực của hoàng bối này thế nào. Chỉ ngay một khắc sau, âm thanh ầm ĩ cùng rung động lọt vào trong tai, hình thành một loại cộng hưởng kinh khủng. Gần như đồng thời, tả quan thù cũng lôi kéo khương vọng cấp tốc lặn sâu xuống đáy biển dưới ảnh hưởng của thần thông hà bá nước không trở thành áp lực hoặc lực cản của y mà là tiên phong và cận vệ của y bảo vệ bọn họ cũng đẩy mạnh bọn họ giờ khắc này tả quan thù bùng nổ tốc độ dưới nước đến cả khương vọng cũng âm thầm liếu lưỡi mà ngay trong khi rơi thần tốc như vậy cuối tầm mắt líp nha líp nhíp bọ cánh cứng bỗng xuất hiện một cái xác tròn màu vàng mọc lên sau lưng loại bọ này, thịt nó như nồng nọc, nhưng có đầu cũng có đuôi. Hình thể chỉ lớn bằng đầu ngón tay của người, thế nhưng tốc độ bơi trong nước của chúng cực nhanh, giác hút đang xen răng lại, vô cùng dữ tợn. Một đám đông nghìn nghiệp kia, nhìn khắp, e rằng số lượng phải lên đến hàng trăm ngàn. Giống một tấm lưới vô cùng to lớn, trực tiếp vớt qua từ một bên khác của vùng biển. Những nơi đi qua, chỉ có nước biển có thể còn lại sau lưng tấm lưới bọ này toàn bộ những xác cá bị dị thú lõa ngư giết chết lúc trước đã biến mất sạch sẽ không còn hài cốt đây chính là hoàng bối thành quần kết đội lướt qua từ trên vùng biển quả thực là một nháy mắt che đậy cả bầu trời tối tăm không ánh sáng cái gọi là mây đen áp thành cái gọi là cá giết sang sông đều thua chỉ kém em dưới cảnh này loại bỏ cánh cứng thủy sinh tên là hoàng bối này có tốc độ cực nhanh giác hút sắc bén nhai vỡ xương thịt mà không một chút vướng víu càng đáng sợ hơn là bọn chúng không kén ăn chút nào, hình như ngoài nước biển ra, cái gì cũng ăn. Xác cá, trong biển, rùa, sò, sang hô, thậm chí là máu tươi vương vãi của những con cá bị giết chết lúc trước, cái gì cũng không còn sót lại. Quả thực còn hung ác hơn cả nạn châu chấu. Nạn châu chấu lướt qua, không còn một màu xanh. Những nơi bầy hoàng bối đi qua, chỉ còn lại mình nước biển. Khương vọng đại khái hiểu vì sao vùng biển này trong veo như thế vùng biển có thể bị bầy hoàng bối bao trùm, đều bị sàn triệt triệt để để một lần. Tất cả tạp chất ngoài nước biển đều bị cắn nuốt không còn, vùng biển này muốn không sạch sẽ hết cũng khó. Dù chỉ có hoàng bối, xem tốc độ bơi và mức độ sắc bén của giác hút lúc trước, cũng có lực lượng tiếp cận cấp độ tu sĩ nội phủ cảnh nhân loại thời nay. Đây là dưới tình huống không biết bọn chúng có năng lực đặc thù gì hay không. Mà điều đáng sợ nhất vẫn là số lượng của bọn chúng bầy hoàng bối có số lượng hàng trăm ngàn con, lít nha lít nhít càng quét qua vùng biển này, phủ kín hết thảy nơi nhìn thấy trong tầm mắt. Thật muốn bàn luận, thật ra chúng còn khó đối phó hơn lõa ngư. Đường đường thanh dương tử đại tề và tiểu công gia đại sở, vừa mới vào sơn hải cảnh, không kịp hiện ra chút uy phong nào, đã lặng rồi lại lặng, tránh rồi lại tránh. Thực sự cũng không có cách nào. Nếu có người quan sát từ ngọn núi lơ lửng dò vào ráng mây phía xa, thì có thể thấy cảnh này cự thú thân cá cánh chim cao đến mấy chục trượng bay qua tầng trời thấp, phát ra âm thanh giống như uyên ương, hút vào một vùng biển. Thuận miệng phun một cái, lít nha lít nhíp cột nước mảnh bắn ra từ giữa hàm răng, như giống cây lao, giết chết vô số cá, nhuộm đỏ cả nước biển. Tiếp theo, mấy chục vạn con bọ cánh cứng chen chút mà tới, sàn sạch cặn bã. Bầy bọ cánh cứng đông nghìn nghịch bay qua, chỉ còn lại một mảnh biển xanh thẳm trong veo. Yên bình, an lành như vậy Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Sơn hải cảnh dùng hệ sinh thái đặc hữu của nó Để bảo toàn vẻ đẹp của nó Lõa ngư bay, hoàng bối qua Dương thủy dường như quay về yên bình Ngay một khắc sau ầm ầm, Em mờ thanh như sấm vang lên Biển nhấc lên sóng lớn Trong chốc lát cuồng phong cuồn cuộn Sóng lớn xếp hàng đó là sóng lớn kinh khủng bậc nào gần như vọt lên trời cao, đơn giản như từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao chót vót, đứng sững trên mặt biển. Đó là ngọn núi nước, càng là thanh thương phẫn nộ mà biển cả đâm về bầu trời. Bầu trời phản phất đều đang rung rẩy, vạn dặm ráng mây như đang trốn tránh. Ngọn núi lơ lửng lờ mờ, xa xôi, gần như không nhìn thấy hình dáng kia, dường như đã sợ đến trốn đi mất. Trọng huyền lực gấp trăm lần tại hiện thế, căn bản không có cách nào trói buộc sóng biển nóng nảy này thấy nó thì thành lũ lục lại mang tới một bức tranh cảnh diệt thế như vậy. Bục Nơi cao, một con côn trùng có bốn cánh một mắt, trực tiếp nổ tung cả. Căn bản không thể chịu đựng được dư ba thế này. Trong phù sơn nào đó, một nam tử đang đi bỗng dừng bước, nhăn mày lại. Người này đầu đội tiếng hiền quang, mặc áo dài, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, hắn ta nhìn lưng ngón trỏ tay phải của mình, đường vân kỳ lạ được phát họa trên đó, đã thiếu một mảnh lớn đồng thời còn đang không ngừng biến mất. Hắn ta không nhịn được mở miệng nói, Sơn Hải cảnh đồ bỏ mà Hoàng Duy chân tạo ra quá hung hiểm rồi. Lúc này mới đi vài bước đường. Một ngàn con phi nhãn của ta đã chết đến chỉ còn 13 con. a à không, 7 con. Được lắm, ba con. Nam tử đi ở phía trước cũng đội tiếng hiền quang, nhưng mặt giáp trên người. Một nho quang, một binh giáp, không biết đây là cách ăn mặc gì. Nhìn kỹ, tiếng hiền quan của y lại không phải quan bằng vải thường gặp mà là quan đúc bằng sắt thế thì còn kỳ quái hơn trên đời này nào có tiếng hiền quan được đúc bằng sắt hết lần này tới lần khác đội cùng giáp của hắn chẳng biết tại sao lại hài hòa hơn rất nhiều thậm chí khí chất chỉnh thể của nam nhân này chính là như thế không nói rõ ra được mà lại hài hòa không giải thích được giống như cặp mắt kia của y rõ ràng một mắt lớn một mắt nhỏ lại cho người cảm giác không khó chịu ngược lại dường như chỉ khi y mọc ra hai mắt lớn nhỏ như vậy mới có thể coi là bình thường dung mạo tự nhiên không quá cân đối nhưng cũng thuận mắt không giải thích được thật sự không hiểu ra sao cả nghe tiếng bước chân không ngừng y chỉ cười cách phỉ ngươi đến mức phải trăm phương ngàn kế báo tổn thất với ta như vậy sao ta đã nói bồi thường cho ngươi thì sẽ bồi thường ngươi còn sợ lỗ vốn ở chỗ ta sao lúc này vẻ mặt vừa xoắn suýt lại vừa nghiêm túc của cách phỉ mới chuyển thành khuôn mặt tươi cười bước chân của hắn ta cũng bắt đầu đuổi theo vậy cũng không thể báo mò dù sao cũng phải để ngươi có tính toán trong lòng người đi cùng thiên kiêu việt quốc cách phỉ đương nhiên chính là ngũ lăng của ngũ thị đại sở phía đông và phía tây của sở việc liền nhau quan hệ giữa hai nước đương nhiên không được tốt nhưng hai người bọn họ lại có vẻ hứng thú hợp nhau chuyến đi sơn hải cảnh lần này ngũ lăng còn cố ý mời hắn ta tới Đi trên đường núi, ngũ lăng cũng không trêu đùa cách phỉ, chỉ hỏi, có thấy vật gì có thú vị sao? Hình như có một ngọn phù sơn vỡ ra, hình ảnh bán thân ta nhìn thấy là dị thú quỳ ngưu đang đánh nhau với ai, nhưng không phát hiện đối thủ là ai, phi nhãn đã nổ chết. Có một vùng biển bùng lên sóng thần, nhưng không thấy rõ nguyên nhân tạo thành là gì, còn có. Cách phỉ đang nói với giọng nhẹ nhàng, bỗng nhiên biến sắc, quay người bay nhanh, mau trốn mặc dù ngũ lăng không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không cậy mạnh không chút do dự quay đầu lại bay đi trốn cùng cách phủ bọn họ đều là thiên kiêu trẻ tuổi phải kể đến của nam vực lại đều có tu vi ngoại lâu cảnh tốc độ chạy trốn kinh người nhưng hình như vẫn bị người đuổi kịp sau lưng vang lên âm thanh chạy chạy ai đang nhắc nhở chúng ta chạy ngũ lăng hơi nghi hoặc nơi này còn có những người khác sao sơn hải cảnh lớn như thế không nên đụng phải nhanh như vậy mới đúng. Cách phỉ đang bay nhanh, năm ngón tay mở ra, nhấn một cái về phía sau lưng. Một tiếng tầm nhỏ vang lên. Hai con sâu màu vàng đất, dài ước chừng ba thước chui ra từ trong bùn đất, đồng thời nhanh chóng bành trướng, mô phỏng hóa thành dáng vẻ của hai người cách phỉ, ngũ lăng, bay về một phương hướng khác với động tĩnh rất lớn. Có một tin tức tốt và một tin tức xấu, ngươi nghe tin nào trước? Lúc này hắn ta mới kịp nói chuyện với ngũ lăng, nhưng vẫn không quên thừa nước đục thả câu nếu nói chuyện rất mệt mỏi thì ngươi đừng nói ngũ lăng bay nhanh với tốc độ khủng khiếp âm thanh lại rất bằng phẳng trừ tiền là thiên cẩu cách phỉ lập tức giải thích ngũ lăng nghe vậy cũng không nói nhảm nữa đẩy ra tiếng hiền quan bằng sắt trên đỉnh đầu chỉ một thoáng đã tụ văn khí thành bút lông sói nắm trong tay y viết xuống một nét khí nối lông xà viết liền một chữ tướng treo giữa không trung binh sát cuồn cuộn nảy mầm từ trong chữ tướng này hóa thành một chiến tướng giáp đen nhảy ra vững vàng rơi vào phía sau bọn họ tay cầm chiến đao sát khí lạnh thấu xương chiếm đường núi coi là phòng tuyến dự bị sơn hải cảnh dị thú chí lại viết em mờ sơn có thú ở đây dáng nó như con báo lông trắng tên là thiên cẩu tiếng nó như liếu liếu có thể ngự hung không phải cách phủ và ngũ lăng khiếp đảm thực tế là loại dị thú thiên cẩu này ít nhất cũng ở cấp độ thần lâm. Cường giả bên trong tộc đàn chúng, đạt đến cấp độ chân nhân cũng không phải không được. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, thậm chí có thiên cẩu có thể nuốt mặt trời, ăn mặt trăng, thần thông vượt quá sức tưởng tượng. Tin tức xấu, ta đã biết, tin tức tốt thì sao? Trong tiếng gió phần phật, ngũ lăng không nhịn được hỏi. Tin tức tốt đương nhiên là ta biết đỉnh núi quỷ là ngọn núi nào rồi. Cách vị nói như chuyện đương nhiên nói. Ta hỏi ngươi dư thừa rồi Có thể vào Sơn Hải Cảnh Ai mà chưa từng đọc Sơn Hải Cảnh dị thú chí Lại không có ai là kẻ mù chữ Đây mà là tin tức tốt cái chim lông ấy Thiên cẩu chiếm cứ em mờ Sơn Quả thực là thường thức Còn cần đến cách phỉ ngươi nói sao Lại không đề cập tới Tổ hai người tiến hiền quan cách phủ Và ngũ lăng đâm quàng đâm xuyên trên em mờ Sơn Trong dương thủy cũng có một cặp thiên kiêu chạy trối chết. Cương Tức Gia và Tả Tiểu Công Gia đầu tiên trốn vào trong nước dưới sự uy hiếp của Lõa Ngư, tiếp theo lại lặn sâu vào đáy biển vì bầy hoàng bối xung kích. Nhưng đáy biển vô ngần, nguy hiểm khó dò. Dù cho Tả Quan Thù mang thần thông hà bá trong người, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một hạt giống thần thông, nên không dám chui vào quá sâu. Từng điều được ghi chép trong Sơn Hải Cảnh Dị Thú Chí thành hiện thực. Lõa Ngư bay qua, bầy hoàng bối tới. Bầy hoàng bối gào thét mà qua, ngay sau đó là cơn sóng trào lật tung cả vùng biển. Ngọn núi nước biển đụng trời, sóng lớn rẽ không. Bầu trời xinh đẹp với ráng mây vạn dặm đã không còn tồn tại. Trời và biển đều tối tăm mù mịt. Trong loại lũ lục diệt thế kinh khủng này, chợt có tiếng ngâm của ly long. Trong bức tranh miêu tả sự hủy diệt, một con thần long màu đen bỗng nhiên nhảy ra. Trâu, đuôi rồng đều đủ, trông rất sống động. Nó kéo một cỗ xe ngựa lộng lẫy đến cực hạn, nhảy trên sóng lớn. Xe này lấy bích hà làm nóc, cao lớn hoa lệ, điều khiển sóng giữ chảy xiết, càng quét. Trên vị trí đánh xe, tả quan thù mặt chiến giáp sắt nước, khoác chiến bào xanh thẳm sau lưng, một đôi mắt vẫn còn ngây ngô, lúc này mênh mông cuồn cuộn như sông lớn. Y hiển hóa thân hà bá, lấy trạng thái mạnh nhất để tiếp quản vùng biển này, lúc thì như thần, lúc thì như ma. Khương vọng khoác như ý tiên y trên người, đè kiếm đứng bên cạnh y, tay áo bồng bềnh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Trên chiến trường, ở một chiếc chiến xa bình thường, ngự giả ở giữa, phụ trách công kích cự ly xa, đa xạ ở bên trái, phụ trách binh khí ngắn ở khoảng cách gần, cận chiến được xưng là nhung hữu, đứng ở phía bên phải. Lúc này Khương Vọng đang đảm đương chức phận nhung hữu, đương nhiên nếu cần thiết, hắn cũng sẽ không qua loa trong bắn phá đạo thuật cự ly xa. Huynh đệ hai người cưỡi chiếc thần xa hà bá này, điều khiển nộ hải anh dũng tiến lên trong lũ lục kinh khủng do dị thú lõa ngư mang đến. Con sóng như núi đánh ập xuống, gặp hà bá mà phân luồng. Nộ hải cuốn ngược, lại chỉ nhẹ nhàng mơn trớn trên thần xa hà bá. Thần long màu đen kéo xe đương nhiên chỉ được thủy nguyên hiển hóa, không phải chân long, nhưng ở trong hoàn cảnh nộ hải gào thét này, thật như có uy thế của thần long. Không biết qua bao lâu, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng bầu trời vạn dặm ráng mây, trông như rất gần, thực ra lại vô cùng xa xôi, mờ mịt như phù sơn trong mây mù, còn có mặt biển vuông vức như gương. Trời trong biển rộng, rộng mở trong sáng nhìn lại trên chiến xa Hà Bá tiến lên với tốc độ cao, sóng lớn bão táp che khuất bầu trời kia đã bị bỏ lại phía sau, lại chẳng biết lúc nào mới có thể dừng. Đã rời khỏi khu vực sóng thần rất xa, Khương Vọng nghĩ lại còn rùng mình. May mắn đi cùng tả quan thù. May mắn năng lực ngự thủy của quan thù đã xuất thần nhập hóa, gần như đạt tới cực hạn của tu vi trước mắt, lại có thần thông ngự thủy đỉnh cấp như Hà Bá. Nếu không hắn quả thật sẽ không ứng phó dễ dàng được như vậy. Lõa ngư chỉ đưa tới lũ lục theo bản năng, nhưng dưới hoàn cảnh hải dương rộng lớn, lại hình thành thiên uy có thể xung là kinh khủng. Trong sóng thần tịch thiên quyển địa bậc này, mặc cho hắn có một thân sát pháp, cũng khó có phương pháp ứng đối. Dường như chỉ có thể lấy bất chu phong mạnh mẽ mở đường, lấy trạng thái thiên phủ sông ngang sông thẳng. Sông đúng phương hướng còn tốt, nếu lạc đường đi loạn trong vùng biển phong ba lũ lụt, chỉ e sẽ bị sống sờ sờ mài chết. Nhưng lạc đường hoàn toàn rất khó tránh khỏi. Bởi vì trong loại thiên uy kinh khủng này, rất khó liên hệ được tinh quan thánh lâu đứng trong tinh khung xa xôi, sơ sẩy một cái, sẽ bị mất đi phương hướng. Tả quan thù hiển hóa thân hà bá, thì không có nỗi lo này. Chỉ cần thân ở trong nước, nước sẽ cho y đáp án. Thậm chí, nếu hôm nay tả quan thù ở cảnh giới thần lâm, thần thông hà bá nở hoa kết trái, trận lũ lụt này sẽ không xảy ra. Rầm rầm lúc gió êm sóng lặng, toàn bộ thần xa hà bá cũng hóa về thành nước, lọt vào trong biển. Ly Long kéo xe biến mất theo, tả quan thù cũng rút đi thân hà bá, chiến giáp và áo choàng đều đã tan đi, chỉ còn tóc mai ẩm ướt dán trên mặt, lộ vẻ cực kỳ mỏi mệt. Mặc dù Khương Vọng bên cạnh không chân chính ra sức, chỉ luôn quan sát hoàn cảnh hết sức chăm chú, nhưng chạy một vòng trong sóng thần, giờ phút này hắn cũng khó tránh khỏi chật vật hai huynh đệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều cười trước khi vào sơn hải cảnh bọn họ một người nói muốn duy trì vô ngự yên giáp toàn bộ hành trình lúc nào cũng giữ vững trạng thái tốt nhất một người nói muốn quét ngang sơn hải cảnh mới vừa tiến vào đã cùng ăn ra oai phủ đầu bị dị thú bên trong sơn hải cảnh dạy dỗ đến rõ ràng tả quan thù đến cả sức lực khoác vô ngự yên giáp cũng không có Khương Vọng cũng hoàn toàn không có tài năng gì đáng nói. Làm người vẫn phải khiêm tốn. Khương Vọng thở dài một tiếng. Tả quan thù trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, điều tức ngay trên mặt nước, yếu ớt nói, Khương Đại ca, ta luôn rất khiêm tốn. Là huynh nói muốn quét ngang sơn hải cảnh. Khương Vọng duỗi ngón vạch một cái, tam muội chân hỏa trên mặt biển vạch ra một vòng hỏa tuyến, bao phủ cả hắn và tả quan thù. Đệ điều dưỡng cho tốt trước đã, không cần nói nhiều lời lạc đề vòng lửa này vừa là canh gác, cũng là uy hiếp. Lúc này, tả quan thù rút đi thân hà bá, tóc mai bị hơi nước thấm ướt, bộ hoa bào màu lam cũng dán trên thân, càng có vẻ đơn bạc. Càng thêm trước đó còn bị thương nhẹ, sắc mặt khó tránh khỏi tái nhợt. Mặc dù dùng điềm đạm đáng yêu, để hình dung một nam tử không quá thỏa đáng, nhưng bây giờ không có từ ngữ nào càng thích hợp hơn có thể hình dung y lúc này. Trái lại, trạng thái của Khương Vọng còn rất đầy đủ, rất dồi dào để tự hỏi vấn đề. Nếu quan sát từ trên cao, phong cảnh này có thể đi vào họa. Lấy mặt biển xanh lam như gương làm nền, một vòng lửa cấu thành phong cảnh bắt mắt trên bức họa này. Lửa đỏ thiêu đốt trên biển xanh. Trong ngọn lửa giàu có sinh cơ, một người áo xanh bồng bềnh, khí chất kiên định, nhanh nhẹn vững chắc, một người áo lam khoác thân, tuấn tiếu minh tú, chuyên tâm đã tọa. Hình ảnh lại vô cùng hài hòa nếu bọn họ không nói lời nào thì tốt hơn rồi. Sau khi chạy nạn, đến tận đây, Khương Vọng nghĩ đi nghĩ lại, lúc này chợt nhớ ra, vì sao hắn nói với tả quan thù, Sơn Hải cảnh dị thú chí hơi quen thuộc. Tu đại tướng quân tu viễn của tù điện quân đã từng nói riêng cùng hắn, muốn hắn bớt thời gian đọc một cuốn sách gọi là dị thú chỉ, nghe nói là cuốn sách cơ sở của tác hạ học cung, có thể tăng thêm hiểu biết với thế giới này. Lúc đầu hắn cũng có quyết định này, nhưng phùng cố bỗng nhiên bỏ mình hắn cuốn vào trong vòng xoáy kinh khủng kia tạm thời không nhớ ra được chuyện khác sau này khi lại nhớ đến hộp trữ vật chứa sử đao tạc hải đã mở ra đều là nghiệt duyên tiểu quan thù khương vọng trực tiếp hỏi sơn hải cảnh dị thú chỉ mà đệ nói có gì khác dị thú chỉ sao vì chống đỡ mặt mũi trước mặt tiểu đệ hắn còn bổ sung một câu chính là dị thú chỉ có ghi chép về chim phụ vũ quan thù vừa điều tức, vừa thuận miệng nói, dị thú chỉ xem như sách vỡ lòng. Sơn Hải cảnh dị thú chí thì phức tạp hơn một chút, tên đầy đủ của nó chắc là Sơn, Hải, và dị thú. Nó ghi chép rất nhiều thứ, cũng rất cổ xưa. Cuốn sách cơ sở của Tắc Hạ Học Cung, ở chỗ tả tiểu công gia đã thành sách vỡ lòng. Mà Khương Tước Gia vẫn chỉ nghe nói một lần, chưa từng lật xem một trang. Đương nhiên, với gốc các thâm hậu của Hoài Quốc Công Phủ, tri thức tả quan thù tiếp xúc từ nhỏ chắc chắn không tầm thường quả thực không cách nào so sánh khục chờ về tề quốc ta cũng tìm đọc xem khương đại ca rất hiếu học nói thật ra ta thường đọc sách nhưng công việc thực sự bận rộn có đôi khi bận không hết việc tả quan thù lại không nghi ngờ gì chỉ thuận miệng nói ở tề quốc chắc hẳn rất khó có được sách này rất cổ xưa sau này ta sẽ đưa cho huynh một bộ trước khi vào sơn hải cảnh nên để huynh đọc hiểu một lần thế nhưng thời gian đã không còn kịp nữa dù sao ta đã sớm đọc rồi nên dứt khoát vẫn lấy tu hành chuẩn bị chiến đấu làm chủ tề quốc là tân bá chủ đông vực trên nội tình lịch sử chắc chắn không bằng sở quốc điều này thể hiện ở rất nhiều phương diện sách cổ chỉ là một trong số đó khương vọng đương nhiên cũng không có gì ngại ngùng từ làm hắn mẫn cảm chính là một từ khác một bộ đúng vậy sơn kinh hải kinh đại hoang kinh dị thú kinh hợp xưng lạc sơn hải cảnh dị thú chí tả quan thù thuận miệng nói mỗi bộ kinh lại chia nhỏ rất nhiều dăm ba câu nói không rõ ràng được sau này huynh đọc sẽ biết một hai cuốn còn thôi một bộ lúc trước để nói chúng ta ở dương thủy hiện tại nên ở nơi nào rồi thương vọng hỏi với giọng nghiêm túc hắn nhìn chằm chằm tả quan thù trong ánh mắt có ý vị phê bình việc cấp bách hiện tại vẫn ở chỗ làm sao để cướp được cửu phượng chương trong cục diện này của sơn hải cảnh nào có chỗ trống gì để nói chuyện phiếm người trẻ tuổi nói thật nhiều càng trò chuyện càng đi xa hơn nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tả quan thù không thể phát hiện ý vị phê bình của khương đại ca lắc đầu ta cũng không biết rất khó nắm bắt phương hướng trong sơn hải cảnh chỉ khi nhìn thấy tiêu chí xác định hoặc đụng phải loại dị thú có ý thức lãnh địa cực mạnh giống như lõa ngư, mới có thể biết đã tới đâu rồi. Để có biết phải đi đâu để tìm được cửu phượng chương không? Khương Vọng lại hỏi. Lần này cửu phượng chương có thể xuất hiện hay không lại là một chuyện khác? Tả quan thù nói, nhưng ta biết cửu phượng ở đâu. Theo Sơn Hải cảnh dị thú chỉ ghi chép, hẳn là ở núi Thiên Quỷ Bắc Cực. Chỗ kia cũng rất hung hiểm, ngoài cửu phượng ra, trên núi còn có một vị thần hàm xà đầu hổ thân người bốn vó ngậm rắn chi, tên là Cường Lương. Nhưng gia gia của ta giúp ta chuẩn bị một chút. Khương Vọng thật có hiểu biết về núi thiên quỷ Bắc Cực. Hạng Bắc có một môn đạo thuật phòng ngự cực mạnh, cùng tên này, bị hắn tự tay đánh vỡ trên quan hà đài. Cửu Phượng Chương và Cửu Phượng có liên quan gì? Khương Vọng hỏi. Không biết thực lực Cửu Phượng kia thế nào, nhưng nếu tồn tại bên trong sơn hải cảnh cũng có thực lực giống như con lõa ngư kia, thì bọn họ quả thật rất khó có hành động gì. Có lẽ thật sự chỉ có thể mong đợi thủ đoạn của Hoài Quốc Công. Có lẽ chắc là có liên quan, đều có cửu phượng mà. Tả quan thù nói, nhưng thật ra, ta cũng không thể xác định. Khương vọng như có điều suy nghĩ, sơn hải cảnh này được cấu tạo y theo sơn hải cảnh dị thú chỉ sao. Vậy những thứ chúng ta nhìn thấy, trải qua rốt cuộc là thật hay giả? tả quan thù nghĩ một lát rất chân thành lắc đầu ta không phân biệt được khương đại ca huynh có thể phân biệt được không nếu phân biệt được ta sẽ không hỏi ngươi khương vọng nói sơn hải cảnh quá kỳ huyễn quá đẹp đẽ quả thực giống như một nơi đắp lên tất cả tưởng tượng đồng thời cùng thực hiện mà không giống một thế giới tồn tại chân thực thế nhưng người ở đây thứ nhìn thấy nghe được ngửi thấy không một vật nào không thật lại rõ ràng là một thế giới chân thật trên đời này có thể có một thế giới tên là sơn hải cảnh cửu trương ngọc bích vừa lúc là chìa khóa xuyên qua hai thế giới hay không hay có thể nói sơn hải cảnh đều không thật cũng là giả lúc giả lúc thật lấy giả làm thật lúc thật lúc giả hoàng duy chân rốt cuộc là một người như thế nào thật sự là càng hiểu rõ càng cảm thấy hắn thần bí càng trải qua trong sơn hải cảnh càng cảm thấy người này mênh mông khó giò Khương Vọng không nhịn được hỏi về vấn đề này. Tả quan thù suy nghĩ rồi, mới nói, thật ra, đối với người sợ chúng ta, Hoàng Duy Chân cũng là một câu đố. Dù sao ông ta đã chết 900 năm rồi, mà đóa hoa chân tướng lịch sử luôn sẽ không ngừng tàn lụi trong thời gian. Giờ này, ngày này chúng ta biết một phần thành tựu của ông ta, biết truyền thuyết của ông ta, nhưng không cách nào biết được tất cả quá khứ của ông ta 900 năm trước, ông ta đột nhiên chết đi, Đến nay còn lưu truyền rất nhiều cách nói. Có luận về âm mưu, có luận về bi kịch nhưng đều thiếu chứng cứ. Ước chừng một cách nói có sức thuyết phục nhất là, hắn ra sức đánh cược một lần, xung kích cảnh giới cao nhất trên đỉnh siêu phàm, đáng tiếc lại thất bại, còn về lai lịch của Sơn Hải cảnh cũng có hai cách nói. Một là chìa khóa Hoàng Duy Chân để lại sau khi chết, liên thông với Sơn Hải cảnh thần bí. Một là Hoàng Duy Chân khi chết dùng hết sức lực còn lại, sáng tạo ra Sơn Hải cảnh mà hai cách nói này đều có rất nhiều người tin tưởng. Thật sự là kỳ lạ thay, quái thay. Đến cả người nước sở, cũng không ai có thể xác định Sơn Hải Cảnh rốt cuộc là một nơi như thế nào. Có lẽ là bởi vì tu giả thần lâm cảnh trở lên không cách nào tiến vào, mà tu giả dưới cấp độ thần lâm lại không có năng lực nhìn ra chân tướng. Khi đang nói chuyện, tả quan thù đứng lên, thần quan rạng rỡ. Điều dưỡng tốt rồi. Khương vọng hỏi gần như vậy vốn chỉ bổ sung chút lực lượng tả quan thù nói khởi động vô ngự yên giáp lơ lửng trong sương khói màu lam nhạt khương vọng cũng được bao bọc trong sương khói màu đỏ rực chỉ nhìn bề ngoài hai người này quả nhiên vô cùng khí thế nói là tổ hợp thoạt nhìn mạnh nhất của sơn hải cảnh cũng không đủ tiếp theo đi hướng nào khương tức gia rất tự nhiên bỏ xuống tôn nghiêm thân kinh bách chiến của mình giao ra quyền dẫn đường ai bảo hắn không đọc sơn hải cảnh dị thú chỉ đây Ai ngờ tả quan thù cũng rất chần chờ, núi Thiên Quỷ Bắc Cực, có lẽ ở phương bắc, nhìn cái tên này là tận cùng phương bắc chăng? Không phải đệ đã đọc thuộc lòng Sơn Hải cảnh dị thú chỉ rồi sao? Khương Vọng giận dữ hỏi. Tả quan thù vô tội, ghi chép trong Sơn Hải cảnh dị thú chỉ rất đơn giản mà, chỉ nói có núi, tên là núi Thiên Quỷ Bắc Cực, không nói rõ gì khác. Vậy thì lấy ra thủ đoạn gia gia đệ chuẩn bị đi. Khương Vọng trầm trọng nói mặc dù ta giống như đệ, không muốn dựa vào trưởng bối. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có cách nào. Tả quan thù lắc đầu, Gia Gia chỉ chuẩn bị thủ đoạn quấy nhiễu cường lương, không quản chuyện khác. Sơn hải cảnh lần này đều do chính ta chuẩn bị, sơn hải luyện ngục cũng do ta sai người xây dựng để thu thập tình báo. Khương vọng im lặng. Núi thiên quỷ bắc cực, chắc ở nơi tận cùng phương bắc nhỉ. Tả quan thù hỏi thăm dò lần nữa. Hẳn là vậy, Khương Vọng hoài nghi. Chính là phía Bắc. Tả quan thù dùng sức gật đầu, dường như đang khẳng định chính mình, cũng như đang cho Khương Vọng lòng tin. Như vậy, vấn đề đến rồi. Khương Vọng chỉ lên bầu trời, bầu trời không có mặt trời, bên nào là hướng Bắc. Tả quan thù im lặng một lát, nhìn Khương Vọng nói, Khương Đại ca, Huynh là tu sĩ ngoại lâu cảnh Khương Vọng cũng im lặng một lát. Sau khi yên lặng kết nối tinh quan thánh lâu một hồi, hắn mở miệng nói, ta còn có thể nhận được lực tinh lâu, nhưng không cách nào xác định phương hướng của tinh lâu. Có thể là vì liên quan đến sơn hải cảnh. Tả quan thù suy nghĩ, nói, huynh nói đêm xuống, huynh lại hô ứng tinh lâu, thì sẽ có thể nhìn thấy tinh quang của huynh trên bầu trời đêm không? Như thế thì chúng ta sẽ có thể xác định được phương hướng rồi. Khương vọng vốn muốn nói, tinh lâu của ta sáng chói vô cùng, dù có mặt trời chói chang cũng không thể che đậy hào quang của nó. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tinh quang bên trong sơn hải cảnh sẽ khá u ám. Như vậy, có lẽ quả thật ban đêm mới có thể thấy rõ tinh quang. Có lẽ vậy, hắn đành phải nói như thế. Bỗng nhiên hắn không có lòng tin gì đối với hành trình sơn hải cảnh lần này nữa rồi. Tiểu Quang Thù vẫn rất trẻ tuổi. Trước khi tiến vào sơn hải cảnh đó, luyện 7 luyện 8, ngục này ngục kia, sao không luyện làm thế nào để xác định phương hướng trong sơn hải cảnh vậy? Vậy chúng ta chờ đến tối tả quan thù nói được nửa câu, không có một dấu hiệu nào. Bầu trời bỗng nhiên tối lại. Không phải loại tối lõa ngư gợi ra sóng thần che khuất bầu trời cái kia, mà là loại đen nhánh không ánh sáng do ban đêm giáng lâm. Là thiên tượng ngày đêm giao thoa. Đương nhiên việc này sẽ không ảnh hưởng hai tu sĩ siêu phàm đối mặt. Tả quan thù quan tới ánh mắt khích lệ, thử một chút. Thế là Khương Vọng thử một chút. Hắn dùng đủ sức kêu gọi tinh lâu đầu tiên của mình, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh xiền xích của con rồng già dưới tinh lâu. Bầu trời vẫn tối đen đến không có gì cả. Hắn có thể cảm thụ được tinh lâu của mình, cũng có thể tiếp nhận được lực lượng đến từ tinh lâu, nhưng không cách nào nhìn thấy tinh quang thuộc về mình trên bầu trời sơn hải cảnh này, không thể phân rõ phương hướng. Khương Đại ca, Huynh xem đó là cái gì? Đó có phải tinh lâu của Huynh hay không? Tả quan thù bỗng nhất ngón tay, hỏi khương vọng nhìn lại theo hướng ngón tay y chỉ thấy một điểm sáng lấp lánh trên bầu trời không phải ầm ầm một tiếng sấm sét kinh thiên động địa cắt đứt lời đầu của hắn tiếp theo một điểm sáng trên bầu trời kia kéo ra thành một tia sét khổng lồ xẹt ngang qua trời cao khương vọng dùng thị lực của càng dương chi đồng nhìn thấy trên bầu trời ở rất xa có một con trâu màu xanh biếc không có sừng chỉ có một chân ánh sáng nhật nguyệt lóng lánh trên thân nó nó đang điều khiển lôi điện cuồng bạo, bay đến gần với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Ánh điện kinh cũng phát ra từ trong thân thể của nó, lan tràn toàn bộ bầu trời, lóe lên một mảnh ban ngày ngắn ngủi trong đêm dài. Mà mỗi khi nó vừa hô, sấm sét cuồn cuộn. Tiếng vang rung trời động đất. Khương vọng và tả quan thù yên lặng thu lại sương khói bắt mắt bao phủ trên thân. Bậc dị thú điều khiển lôi điện này, trốn trong nước chắc chắn là không được. Lỡ nó giống như con lõa ngư kia, thuận tay ăn một bữa thì sao? Tùy tiện một tia sét là có thể phủ kín vùng nước này, khiến người ta không chỗ để trốn. Nhưng trên mặt biển mênh mông vô bờ, lại quả thực không chỗ nào có thể ẩn nấp. Khương Vọng trở tay vũ ra nặc y, khoác trên người tả quan thù, lại đặt hồng trang kính trong lòng bàn tay y, cầm lấy, không nên cử động. Sau đó, hắn giấu mình vào bên trong hồng trang kính. Một loạt động tác này nước chảy mây trôi ầm ầm tiếng sấm đến gần rầm rầm trong nháy mắt mưa rào rơi xuống như trút nước tả quan thù khoác nặc y trên người tay nâng hồng trang kính yên lặng đứng trong mưa y cảm thấy hơi cô độc hơi bất lực nói thật y đã sớm biết hoàn cảnh sơn hải cảnh hung hiểm nhưng quả thật không ngờ lại hung hiểm đến thế sơn hải cảnh không phải rộng lớn vô hạn sao không phải đất rộng thú hiếm sao người tiến vào trước kia hình như rất hiếm mới gặp được một con dị thú. Sao hai người bọn họ lại liên tiếp gặp một lần hai lần thế? Quang ức, khẩn trương, không dám động đậy. Khương vọng ẩn thân trong hồng trang kính, thậm chí không dám trực tiếp dùng hồng trang kính quan sát dị thú lôi điện kia, chỉ đưa ánh mắt rơi trên ánh điện sau lưng dị thú kia. Kiên nhẫn chờ một hồi lâu, thấy ánh điện đi xa một đường, hắn mới vọt ra ngoài từ trong hồng trang kính. Đối với cường giả cấp độ thần lâm, Tác dụng của nặc y đã rất có hạn, nhưng con dị thú điều khiển lôi điện này lại không phải đặc biệt đến vì khương vọng, tả quan thù, cho nên cũng chỉ bay nhanh qua, không chú ý nhiều lắm. Lúc trước tả quan thù không dám quan sát quỳ ngưu ở khoảng cách gần, chỉ sợ bị nó phát hiện. Lúc này xoay người lại xem xét, lại không nhìn thấy cả ánh điện nữa, y không nhịn được hỏi, nó đã đi rồi sao? Khương vọng lại mở ra trạng thái thanh văn tiên, yên lặng nghe một lát, mới nói, chắc là đi rồi. Dư âm để lại cũng đã rất xa. Tên to xác này có lai lịch gì? Ta cảm giác nó còn mạnh hơn lõa ngư nhiều. Tả Quan Thù trả lại nặc y và hồng trang kính cho Khương Vọng, cũng nghĩ lại mà phát sợ. Đây là quỳ ngưu, chắc là sống trên núi Lưu Ba. Nhưng lúc này nó bay trên không trung, không biết muốn đi đâu. Nó đi đâu, chúng ta không quản được. Khương Vọng thở dài một hơi. Vấn đề là chúng ta nên đi đâu bây giờ? Tả Quan Thù suy nghĩ, rồi nói khương đại ca huynh có lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi huynh xem tình huống hiện tại khương vọng nói đệ đọc sách nhiều tả quan thù nói khương đại ca tu vi của huynh cao thâm thực lực mạnh mẽ khương vọng nói đệ đọc sách nhiều tả quan thù huynh là đại ca ta làm đệ đệ vẫn phải cậy vào huynh khương vọng nói đệ đọc sách nhiều tả quan thù nếu không chúng ta tùy ý đi một lát vừa đi vừa nhìn xem tình huống rồi lại nói ta đang có ý này bên ngoài biển tây bắc phía bắc xích thủy có núi trương vĩ có thần mặt người thân rắn đỏ thẫm mắt dựng thẳng đang ở đó nó nhắm mắt thì tối nó mở mắt thì sáng không ăn không ngủ không thở mưa gió phải ý kiến là chúc cửu em m là chúc long sơn hải cảnh dị thú chí vào ban đêm ở sơn hải cảnh Khương Vọng và tả quan thù lựa chọn phương hướng mà chính mình cũng không biết là phương hướng nào, cắm đầu tiến lên. Yên giáp vô cùng khí thế bao bọc thân thể bọn họ, khiến hoàn cảnh trọng huyền của Sơn Hải Cảnh không cách nào ảnh hưởng bọn họ đi lại. Nhưng nói một cách tỉ mỉ, tả quan thù sáng tạo vô ngự Yên giáp là vì chiến đấu càng tự nhiên bên trong Sơn Hải Cảnh. Nhưng đối mặt với những dị thú động một tí là có thực lực cấp độ thần lâm trong Sơn Hải Cảnh này. Tác dụng của vô ngự yên giáp giống như ở chỗ để bọn họ có thể giữ được trạng thái đỉnh phong bất cứ lúc nào. Rồi nhanh chóng thu hồi vô ngự yên giáp. Ban đêm không trăng không sao, sóng biển cũng bình tĩnh. Thủy triều ung dung quanh quẩn, có một loại lực lượng an ủi lòng người. Thực sự đáng tiếc vì Minh Châu bị long đong. thương vọng nói như cảm thán. Tay cầm hồng trang kính, chiếu sáng phạm vi 50 dặm. Phạm vi này đã không coi là nhỏ, nhưng ở trong sơn hải cảnh bát ngát vô bờ thực sự cũng không bao phủ được gì ví dụ như những phù sơn ẩn hiện trong tầm mắt trông giống như không quá xa nhưng nếu thật sự muốn tới gần thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian giống như ngẩng đầu nhìn lên trời mây mù đều ở trong tầm mắt nhưng muốn chạm đến lại không phải tùy tiện bay lên mấy trăm trượng thì có thể làm được cái gọi là vọng sơn bào tử mã nói gì đến tráng mây trên trời cao ps vọng sơn bào tử mã nhìn núi mà chạy thì phi chết ngựa, có nghĩa là đã nhìn thấy núi rồi, nhưng muốn chạy đến thì phải đi một quãng đường rất xa. Phi hành trên mặt biển, tầm mắt gần như không có vật che chắn, mắt thường của tu sĩ siêu phàm nhìn thấy càng xa hơn 50 dặm. Ở trong tình thế như vậy, năng lực dò xét của hồng trang kính không có mấy đất dụng võ. Tả quan thù tưởng rằng hắn đang nói về vô ngự yên giáp của y, buồn buồn nói, ta có thể gia nhập một số bộ phận ẩn dấu tung tích, để yên giáp trở nên không màu trong suốt, vậy thì sẽ không nổi bật. Khương Vọng thuận miệng trả lời một câu, nhưng dao động lực lượng của bản thân vô ngự yên giáp phải hấp dẫn sự chú ý của cường giả hơn vẻ ngoài của nó chứ. Vậy ta lại thêm vào một phần đạo quyết ẩn dấu dao động lực lượng, tả quan thù nói. Dưới tình huống giữ lại công năng vốn có của vô ngự yên giáp, lại thêm vào bộ phận ẩn dấu tung tích và bộ phận ẩn dấu dao động lực lượng, không nói đến việc này khó làm đến mức nào, có thể nghĩ đạo thuật cuối cùng cũng công kênh mức nào. Khương Vọng không phủ định y, chỉ nói, vậy đệ sẽ cần không ít thời gian, vẫn nên chờ sau khi Sơn Hải cảnh kết thúc rồi hãy nói. Tả quan thù không nói nữa. Quả thực không có 10 ngày nửa tháng, sẽ không hoàn thành cải tạo một môn đạo thuật như vậy. Bởi vì vô ngự yên giáp vốn là thiết kế tinh tế nhất của y, bất cứ một chút thay đổi nào cũng vô cùng gian nan. Sự biến hóa ngày đêm của Sơn Hải Cảnh là do Chúc Long khống chế, Trúc Long cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất ở nơi đây mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối. ban ngày còn tạm tạm, vào ban đêm khương vọng và tả quan thù đều không dám cao giọng nói chuyện, rất sợ quấy nhiễu giấc ngủ của vị đại nhân chúc long kia. mặc dù thật ra bọn họ rất khó làm được điều này. không thấy con quỳ ngưu kia gần như kêu trách trời, mà vẫn không gặp chúc long bị đánh thức. ban đêm vẫn là ban đêm, nhắm mắt vẫn là nhắm mắt. điều rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều có thể nhanh chóng học được khiêm tốn giống như tổ hai người yên giác. Khương vọng bỗng nhiên nghi người, nhìn về phương xa. Trong tầm mắt, hai bóng người bay trên trời cao, nhanh chóng đến gần, khí thế hùng hổ, gần như hoàn toàn không che lấp, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Chung ly viêm. Tả quan thù lập tức nhắc nhở. Cùng lúc hai người khương vọng nhìn thấy đối phương, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Đột nhiên tăng tốc. Không có một câu đối thoại, chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Tả quan thù vừa động hai tay ấn lên mặt biển từ xa trong sóng biển rung chuyển hai con thủy long màu xanh thẳm nhảy lên ngửa mặt lên trời ngâm dài trâu sừng vuốt đuôi không một điểm nào không rõ rệt cách khoảng cách cực kỳ xa xôi thậm chí chỉ vừa có thể thấy rõ mặt đối thủ đạo thuật hệ thủy của y cũng đã bắt đầu biểu hiện uy năng cắn xé đối thủ trong hoàn cảnh thủy nguyên dư thừa hà bá vốn là thần cả hai người đánh tới từ phía đối diện khí thế đều bất phàm người bên phải kia áo bào ống tay rộng đai ngọc túi thơm nắm một chiếc quạt xếp trong tay mặt mày tiêu sái rất có hương vị công tử phóng đảng đó chính là thiên kiêu lý quốc phạm vô thuật lãng tử quay đầu điển hình trong truyện tay mở quạt xếp nhẹ nhàng hạ xuống một bước đạp trên đầu rồng tạch 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 lấy bàn chân hắn ta làm điểm xuất phát con thủy long màu xanh thẳm kia nhanh chóng đông thành tượng băng băng lan tràn với tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đã bao trùm con thủy long vọt thẳng lên bên cạnh thậm chí là mặt biển hai con thủy long một mảnh biển đều biến thành băng lấy một chân này của phạm vô thuật này làm điểm bắt đầu mặt băng không ngừng mở rộng khí sương lạnh nhanh chóng vọt tới phía tả quan thù và khương vọng trong chốc lát sương dết trăm dặm đông cứng vùng biển gần đó không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất để hạn chế thần thông hà bá trong sơn hải cảnh nhưng muốn làm được điểm này lực lượng thể hiện ra phía sau càng không thể khinh thường. Mà chung ly viêm trâu ngắn mắt ưng, căn bản không nhìn hai con thủy long kia chút nào, hoàn toàn giao hoàn cảnh chiến trường cho phạm vô thuật quét dọn. Hắn ta chỉ vọt tới trước. Biển rộng mênh mông, lấy một tầng sương lạnh làm ranh giới, sương trên đó lạnh đến thấu xương, dưới nó, sóng dữ trào lên. Phạm vô thuật đông lạnh trăm dặm quả thật là lãng tử quay đầu, phóng khoáng ngông nghênh tả quan thù ngự thủy cửa biển càng là quý công tử đại sở, xuất sắc sánh ngang. chung ly viêm hai tay nắm trọng kiếm, bay trên băng sương, như đại bàng bay trên bầu trời. Hắn ta tiếp cận đối thủ với tốc độ khủng khiếp, xương cốt trên thân phát ra tiếng nổ vang dày đặc như rang đậu, trăm ngàn âm thanh nổ thành một tiếng, sau đó chém xuống một kiếm từ trên cao 206 khúc xương toàn thân cùng tấu thành một tiếng. Cũng chồng lên tất cả lực lượng va chạm vào nhau. Thế là bùng nổ đây là cực hạn của lực lượng là trọng kiếm đánh sập núi kiếm khí nặng nề như núi non xé mở không gian đánh tới tả quan thù đang không ngừng ngự thủy đánh vào tầng băng như chung ly viêm không chút để ý hai con thủy long kia tả quan thù cũng không ngẩng đầu lên bởi vì đã có một bộ áo xanh vượt không mà lên xuất hiện phía trước y bắt đầu từ bên trái kéo ra một đường chia cắt thiên địa một kiếm quét ngang mười năm thất vọng một kiếm xóa sạch nhân đạo kiếm thức sắc bén vô song. Kiếm khí nặng như đỉnh núi, trực tiếp nứt ra từ giữa, một nửa đánh về phía bầu trời, một nửa đánh về mặt biển. Trong lòng Khương Vọng, Trung Ly Viêm, vị thiên kiêu vứt bỏ đạo thuật tu võ, không ngừng truy đuổi đấu chiêu cũng là một trong mấy người có uy hiếp lớn nhất bên phía sở quốc. Người có thể lấy đấu chiêu làm đối thủ, tất nhiên là cường giả trong cường giả. Cho nên hắn cũng không giữ sức, tuyệt đối không khinh thường, lập tức thắp sáng ngũ phủ, hiện ra thân thiên phủ nắm trường tương tư trong tay vừa đạp vỡ mây xanh người đã gần đến kiếm đụng chung ly viêm kiếm thuật của khương vọng nổi tiếng thiên hạ khi ở quan hà đài đã có thể giao phong chính diện với đao thuật đỉnh cao nhất của tần chí trăng đối mặt người như vậy kiếm như vậy chung ly viêm lại mang thần thái nhẹ nhõm chân trái lui về phía sau nửa bước thân hình xoay sang bên cạnh thu thân trọng kiếm lại đặt ngang mặt rõ ràng là một tư thế lui về phía sau thu kiếm, mũi kiếm lại điểm lên mũi kiếm trường tương tư. Tránh đi khoảnh khắc mũi nhọn của trường tương tư mạnh nhất, tinh chuẩn chặn lại trước khi nó lập công. Sau đó chân trái lui về phía sau lại tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm đẩy về trước, trực tiếp thao túng kiếm đụng lại khương vọng. Hắn ta mạnh mẽ chống đỡ kiếm lão tướng trì mộ bi tráng thảm thiết, đụng về. Cùng lúc đó, hai nửa kiếm khí rõ ràng đã bị khương vọng cắt, vốn nên tiêu tán, một nửa trên trời, một nửa xuống biển. Lại đồng thời nổ tung. Bọn chúng chưa hề mất khống chế, chỉ giả vờ biểu diễn. Một nửa kiếm khí tại không trung kia, như ánh điện quét ngang bầu trời, bệnh thành một tấm lưới kiếm khí, bao phủ khương vọng trong khoảnh khắc. Một nửa kiếm khí dưới biển, giống như một đóa hoa sen tràn ra, từ đuôi đến đầu, đang muốn nâng lên khương vọng. Hai bên thiên địa kết hợp lại. Mà giờ khắc này, Trung Ly Viêm còn đang lấy kiếm đụng kiếm, làm cho Khương Vọng không thể không dùng lực chống đỡ, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Chỉ hai hiệp, hắn ta đã vùi Khương Vọng vào bước đường cùng. Khi ở Quan Hà Đài, dựa vào thiên phú kiếm đạo bẩm sinh và cố gắng cho tới nay, Khương Vọng có thể dùng kiếm thuật mình sáng tạo giao phong chính diện với đao của Tần Chí Trăng, kích của hạng Bắc. Lúc ấy, kiếm thuật chưa đến cấp độ tuyệt đỉnh của nội phủ cảnh, nhưng cũng đã cách rất gần. Nhưng đến ngoại lâu cảnh, loại chiến kỹ kế thừa đỉnh cao nhất chân chính như của tần chí trăng hạng bắc cũng có thể thể hiện ra đao thuật kích thuật ngoại lâu cảnh tuyệt đỉnh nhanh chóng khương vọng lại chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục tiến bộ bổ sung đây cũng là nguyên nhân sau khi kiếm thuật của hắn rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao nhất của nội phủ cảnh lại bại bởi ninh kiếm khách trong trận đấu kiếm ngoại lâu cảnh hắn không bại bởi ninh kiếm khách mà bại bởi nội tình của một tông môn kiếm đạo lớn kiếm thuật tuyệt đỉnh tầng tầng lớp lớp kia Cần hắn dùng vô số ngày đêm không ngừng để bù đắp. Lúc này, Chung Ly Viêm cũng là như thế. Bàn về thiên phú, hắn ta vứt bỏ thuật, tu võ, lại còn có thể đuổi sát đấu chiêu một lần nữa. Bàn về tu vi, sống lưng Chung Ly Viêm đã mở 20 tầng, kém một bước là thần lâm. Bàn về xuất thân, thân là con cháu dòng chính của Chung Ly thị đại sở, cầm không biết bao nhiêu võ kỹ tuyệt đỉnh trong tay. Cho nên hắn ta không chút phí sức, thậm chí vừa đối mặt đã thành lập được ưu thế áp đảo như vậy. Nhưng thiếu sót trên kiếm thuật, sao Khương Vọng có thể không biết? Hắn lần lượt áp chế lực lượng, nghiêm túc chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh, hắn chỉ dùng kiếm kỹ giao phong cùng ninh kiếm khách, lần lượt đánh giá lại và tự thăm dò, đều vì rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Giao đấu trong sơn hải cảnh, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường đến mức cho rằng mình chỉ dùng kiếm thuật đã có thể đánh bại chung ly viêm. Đối với thực lực mình từng giờ từng phút rèn luyện ra, hắn tỉnh táo, tự hiểu cỡ nào. Đúng như hắn đã nói ở kiến ngã lâu, nội phủ cảnh đệ nhất xưa nay đã là quá khứ, ngoại lâu cảnh chính là hành trình hoàn toàn mới. Cho nên, kiếm của hắn va chạm với chung ly viêm, không chỉ là đánh bằng kiếm. Cùng lúc hai phần kiếm khí của chung ly viêm nổ tung, một kết thành lưới kiếm, một kết thành kiếm liên, giữa thiên địa, có diễm tức hót, có diễm hoa nở, có diễm lưu tinh cắt phá bầu trời. Trong thế giới sơn hải cảnh, sinh ra một hỏa giới giới này có cực hạn nhưng tương lai vô hạn bao phủ tất cả lưới kiếm kiếm liên thậm chí cả chính khương vọng và chung ly viêm thậm chí là tả quan thù yên lặng khống thủy và phạm vô thuật đang đạp trên băng mà đến vào trong mà bên trong hỏa giới chói lọi này khương vọng rung trường kiếm tránh đi mũi trọng kiếm hất trái rồi vạch phải bên trong hỏa giới hắn chém ra nhân tự kiếm đây là một kiếm trực tiếp chống đỡ giới này cũng là một kiếm thai nén sinh cơ chân chính. Thiên địa có nhân, vạn vật sinh ra. Trong lúc quyết đấu với Triệu Huyền Dương, hắn đã ngộ ra lần biến hóa này, sau đó dần dần viên mãn. Chữ nhân đỉnh thiên lập địa, bởi vậy hỏa giới càng sống động, càng vững chắc. Dùng lực hỏa giới bổ sung ngược lại cho kiếm này, cho nên một kiếm này càng mạnh, càng tuyệt hơn, càng sung mãn. Không phải là kiếm thuật cao nhất ngoại lâu đỉnh, lại có uy năng ngoại lâu đỉnh cao nhất đông đốt. Tấm lưới kiếm khí kia trực tiếp nứt ra, đóa sen kiếm khí tàn lụi từng mảnh. Duy chỉ có trường tương tư còn đang tiến lên. Trong toàn bộ hỏa giới, tất cả hỏa tinh linh đều im miệng không nói, phản phất chỉ còn lại một kiếm này. Một giới nuôi một kiếm, kiếm này, ai làm chi được? Phạm vô thuật không bì kịp. Chỉ có chung ly viêm. Chung ly viêm có thể làm được hay không? Trong bầu không khí khiến người ta gần như không hít thở nổi, không mơ hồ sinh ra rung động, đã cho đáp án. Hai tay chung ly viêm nắm kiếm của mình. Hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú trường tương tư đang không ngừng đến gần. Lực lượng kinh khủng đã không thể che lấp được. Không gian đều đang rung rẩy vì hắn ta. Một kiếm sau đó, tất nhiên sẽ long trời lỡ đất. Ken. Khương vọng thu kiếm vào vỏ, tiện tay nắm lại, thu hồi hỏa giới chói lọi. Thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Hết thảy im bặt, dừng lại. Sơn Hải cảnh này còn chưa từng xuất hiện bảo bối gì đâu, ta nghĩ hiện tại chúng ta không cần phải phân sống chết, hắn nói như thế. Đồng tử Chung Ly Viêm thu lại. Hắn ta không sợ hãi một kiếm chống lên cả hỏa giới của Khương Vọng, nhưng hành vi bỗng nhiên thu kiếm trước khi bùng nổ này lại làm hắn ta khiếp sợ. Hắn ta thấy rõ ràng trình độ phức tạp của một kiếm này, là sự dung hợp hoàn mỹ của kiếm thuật, đạo thuật và thần thông. Nhưng kiếm thế phức tạp như vậy, Kinh khủng như vậy, Khương Vọng này cũng có thể thu phóng tự nhiên. Biến nặng thành nhẹ như thế. Giới hạn của hắn ở đâu? Trong lòng vẫn còn kinh ngạc, nhưng kiếm thế ngoài thân đã tiêu tan, hắn ta tiện tay thả trọng kiếm ra sao? Người nói cũng đúng, hắn ta đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu như thế. Phạm vô thuật cũng thu hồi quạt xếp, tay áo bồng bềnh, đi lên phía trước. Xem như thừa nhận hai người bọn họ có tư cách đối thoại. Chỉ bằng phong cách hai người này vừa thấy mặt đã tăng tốc đến gần, nếu Khương Vọng không thể hiện ra đủ thực lực, thì căn bản không kêu ngừng chiến đấu được. Dù sao trong sơn hải cảnh đầy người cạnh tranh, giết một người, thiếu một người, không cần phải nương tay làm gì. Đương nhiên, Khương Vọng và Tả Quan Thù cũng không sợ hãi chút nào. Thật muốn tính toán kỹ, Tả Quan Thù còn ra tay trước. Trái lại, nếu Chung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật không biểu hiện ra đủ thực lực, Khương Vọng cũng không để ý tiện thể thanh lý bọn họ. Khi nhận thức được thực lực của đối phương, biết rõ phí tổn sau khi bản thân trận chiến đấu trở nên kịch liệt mới có khả năng dừng tay. Hai bên quan sát lẫn nhau. Lúc này mới phát hiện, thật ra trạng thái của tổ hai người khí thế hùng hổ trong trận chiến đấu vừa rồi đều không quá tốt. Khương Vọng và tả quan thù tự nhiên không cần phải nói, hoàn toàn là luân phiên chạy trối chết đến tận đây. Dù bị yên giáp che đậy, nhìn kỹ vẫn khó nén chật vật. Mà Chung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật cũng không tốt hơn chỗ nào. Chiếc quạt xếp mà Phạm Vô Thuật bỗng thu lại rõ ràng có một mảnh khét lẹt. Hơn nửa mái tóc dài bên trái của Chung Ly Viêm quăng lên mất tự nhiên, không khó bị người phát hiện. Các ngươi thoạt nhìn rất chật vật đó. Chung Ly Viêm nhìn Khương Vọng một chút, lại nhìn tả quan thù một chút, hơi có vẻ cao ngạo, nói. Hai bên lại lướt qua khâu tự giới thiệu, dù sao đều đã có con đường sớm nhận ra nhau. Chỉ giết mấy con dị thú mà thôi. Khương Vọng búng kiếm, nói rất tùy ý. Hắn lại nhìn kỹ hai người đối diện, hỏi ngược lại, hoặc nhìn hình như các ngươi gặp phải phiền toái. Trung Ly Viêm đương nhiên không chịu nói, hắn ta và Phạm Vô Thuật suýt nữa bị con quỳ ngưu kia giết chết, càng nghĩ càng giận, cố ý lần mò đến, muốn xem có cơ hội trả thù nào không. Phiền phức. Ha ha, ta thực sự không biết mình có phiền toái gì. Vừa rồi các ngươi ở gần đây, chú ý đến quỳ ngưu không? Hắn ta cũng nói rất lạnh nhạt, chúng ta cũng chỉ đang đuổi giết con quỳ ngưu kia thôi. Khương Vọng cười khẽ một tiếng, đuổi giết, có phải các ngươi giữ khoảng cách hơi xa nơi này không? Thật sự không mất dấu sao. Trung Ly Viêm hừ lạnh, người tề quốc hiểu cái gì là đi săn. Lời nói không hợp ý, không nói hơn được nửa câu. Lại trực tiếp vượt không rời đi phạm vô thuật lại cười với hai người khương vọng mới đi theo sát chung ly viêm khương vọng hắn quay đầu hỏi tả quan thù đệ là người sở quốc đệ hiểu không tả quan thù lắc đầu ken két đi trên tầng băng phạm vô thuật để lại dưới đáy tầng băng là biển xanh thẳm sương trắng và xanh thẳm chồng chiếu như thế có một loại vẻ đẹp vượt mức bình thường tả quan thù yên lặng phân tích dấu vết đạo thuật để tìm kiếm cửa đột phá cho giao phong lần sau Chiêu đạo thuật ngưng băng này của Phạm Vô Thuật, thực tế quá có tính khắc chế, y không thể không chuẩn bị nhiều một chút. Đi thôi, Khương Vọng nói. Tả quan thù sửng sốt một chút, đi đâu? Đương nhiên là đi theo sau bọn họ, xem bọn họ đi đâu. Khương Vọng nói như chuyện đương nhiên. Tả quan thù nói, chung Ly Viêm thật sự không thể giết đâu Khương Vọng dở khóc dở cười, đệ cũng đang suy tính ta giết được hắn hay không à. Vậy Huynh muốn đi theo sau bọn họ làm gì? Ta hỏi đệ, bây giờ đệ có biết nên đi phương hướng nào hay không? Không biết. Nhưng hiển nhiên bọn họ có biết. Khương Vọng nói, đã quay người. Ai? Tả quan thù đi theo sau, nhưng bọn họ đuổi theo vết con quỳ ngưu kia đó. Quỳ ngưu lại không liên quan gì đến núi Lưu Ba và núi Thiên Quỷ Bắc Cực. Huống chi còn không biết con quỳ ngưu này bay về hướng nào đâu. Khương Vọng dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn y, đệ tin sao? Tả quan thù suy nghĩ, nếu là chung ly viêm có khả năng rất lớn giữa đệ và chung ly viêm chắc chắn có một kẻ ngu khương vọng nói ta vẫn tin tưởng phán đoán của ta tả quan thù vừa bay bên cạnh hắn vừa nói phán đoán gì khương vọng nâng ngón trỏ lên ngưng tụ ra một sợi sương khói sương khói ngưng tụ thành cỏ xanh cúi đầu như hồi tưởng hắn đã sớm ghi lại khí tức thần hồn của chung ly viêm và phạm vô thuật trong chiến đấu lúc này vừa hay dùng bí thuật truy tư chỉ dẫn phương hướng. Chung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật đều không phải hạng người hời hợt, chúng ta vẫn đừng áp sát quá gần. Chỉ đuổi theo khí tức, không đuổi theo người. Khương Tức Gia nói với giọng điệu tỉnh táo, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tả quan thù ngoan ngoãn từ một tiếng. Tính chuyên nghiệp Khương Đại ca biểu hiện ra ngoài, làm y không dám già mồm. Khương Vọng dùng bí thuật truy tư vững vàng khống chế khoảng cách, không nhanh không chậm bay theo, đúng, vừa rồi đệ nói chung ly viêm thật sự có thể đang đuổi giết quỳ ngưu. Vì sao đệ lại nghĩ như vậy? Bởi vì hình như hắn chịu thiệt trước mặt quỳ ngưu, tả quan thù nói. Đây là lý do gì? Khương vọng trợn mắt, thế có phải chúng ta nên đuổi theo giết con lõa ngư kia không? Ai, không phải. Tính cách của chung ly viêm chính là như thế. Tả quan thù giải thích, hắn chính là loại người, lúc hai tuổi, ngươi đạp hắn một phát, đến 20 tuổi, hắn sẽ còn nhớ kỹ mà dẫm lại. Huynh hiểu chưa? Sở dĩ hắn vứt bỏ thuật, tu võ, cũng bởi vì thua đấu chiêu, rất không phục. Nhưng hắn cảm thấy trên con đường đã có, mình không có hy vọng chiến thắng đấu chiêu. Cho nên hắn lựa chọn con đường mới là võ đạo. Không ai ở chung ly gia đồng ý, nhưng hắn vẫn làm như vậy, suýt nữa bị gia tộc đưa đi đầy. Quá trình rất quanh co. Nhưng bây giờ không phải hắn rất cốt sao? có vẻ rất có thiên phú võ đạo, thật sự rất mạnh. Đúng vậy, hiện tại thì rất tốt. Có thể không tốt sao? Người muốn đưa hắn đi đầy lúc trước, hiện tại đều bị hắn đưa đi đầy, từ trên xuống dưới hơn 30 người, bao gồm một con chó gật đầu vào lúc ấy. Sau khi chung ly viêm thua đấu chiêu, trực tiếp vứt bỏ thuật mà tu võ. Trong một đoạn thời gian rất dài, việc này đều thuộc loại chuyện tự phá hủy tiền đồ. Cân nhắc từ phương diện lợi ích gia tộc, khó tránh khỏi có người muốn cho hắn ta chút trừng phạt. Thông thường, Đông Sơn tái khởi trong loại tình huống này, có thể giết kẻ cầm đầu gì đó, dù sao đều là người cùng một tộc, vẫn phải giữ gìn lợi ích chỉnh thể của gia tộc. Ban đầu, người ta chỉ nói trên miệng một chút chứ không phải trực tiếp thực hiện. Nhưng Chung Ly Viêm lại thật sự đưa người ta đi đầy. Còn đưa một loạt hơn 30 người đi, thậm chí còn có một con chó. Khụ khụ, thế thì thật sự là kẻ rất thù dai. Khương Vọng suy nghĩ một chút, rồi nói, vừa rồi, ta không đắc tội hắn quá đấy chứ. Tả quan thù yếu ớt nói, đấu khẩu vài câu thì không tính. Nhưng chúng ta lại đi theo nữa thì không biết được. Khương Vọng rất nghe lời khuyên bảo, nói, được. Ta hiểu rồi. Nếu bất đắc dĩ nhất định phải đắc tội hắn, thì ta sẽ nghĩ biện pháp làm được sạch sẽ chút. Tả quan thù. Huynh hiểu cái gì rồi? Huynh rốt cuộc có nghe ta nói gì hay không? người hai tổ từng giao đấu rồi, đương nhiên không tránh được thảo luận về nhau. Tay áo phạm vô thuật bay bồng bềnh, hắn ta bay nhanh trên không trung, biểu cảm hơi mặt ủ mày trao, hoàn toàn không có khí thế xương trắng giết trăm dặm vừa rồi. Nhưng đề tài thảo luận vẫn coi như nghiêm túc, người ta đều nói tả quan liệt chung vùi số mệnh sau cùng của tả thị, ta thấy tiểu tả này cũng không tầm thường đâu, không yếu đến mức như người bên ngoài nói cái gì mà số mệnh hay không số mệnh. Thắng chính là còn sống, thua chính là chết. Trung Ly Viêm thuận miệng nói, tả quan liệt danh dương thiên hạ, chết trong một trận chiến hà cốc. Coi là thắng hay coi là thua. Hiện tại Hoài Quốc công phủ hoàn toàn mặc kệ những âm thanh này, tỏ rõ là giấu tài, không muốn để tả quan thù quá nổi danh nhắc tới, trái lại, khương vọng càng khiến ta kinh ngạc hơn. Phạm Vô Thuật nói, ta đã xem hắn đoạt giải nhất trên quan hà đài, liên tiếp đánh bại tần Chí trăng và hoàng xá lợi, lúc đó còn chưa thành tựu thiên phủ. Lúc ấy, ta đã cảm thấy, tương lai của hắn khó có thể đo lường. Nhưng thật sự không nghĩ tới, sau khi đạt được khối thủ hoàng hà, hắn còn có thể giữ tốc độ tiến bộ kinh khủng như vậy. Thậm chí, vừa rồi ta có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nếu hôm nay ta cùng hắn quyết sống chết. Có lẽ ta không bằng hắn. Trung ly viêm liếc hắn ta, ta nói phạm tước gia, ngươi diễn khiêm tốn trước mặt ta làm gì. Từ sau khi hoàng hà hội kết thúc, bởi vì chiến tích chó sáng trên quan hà đài, Phạm Vô Thuật được ban cho tước vị. Lại nói cũng là tử tước, cùng cấp với Khương vọng. Đương nhiên, tử tước của Lý Quốc Vốn không thể so sánh nổi với tử tước của Tề Quốc. Phạm Vô Thuật cười khổ, nói, Khương vọng này thuộc kiếm song tuyệt, lại thành tựu Thiên phủ, từng thần thông đã hiện ra đều bất phàm, còn có một thần thông đến nay chưa từng bại lộ, quả thật là nhân vật có thể lưu danh sử sách ở nội phủ cảnh. Liều mạng sống chết, ta quả thực không chắc thắng lắm. Chung Ly Viêm cũng hơi nghiêm túc, suy nghĩ, rồi mới lên tiếng, với lực lượng hắn bày ra ở trường hợp công khai cho tới nay, dù thế nào cũng không thể giết chết mấy nhân ma kia. Cho nên thần thông hắn ẩn giấu chắc chắn vô cùng kinh khủng, hẳn là thần thông đỉnh cấp. Hắn muốn quyết sống chết với ngươi, thì phải xem hắn khống chế môn thần thông kia đến thế nào. Ta không thích cờ bạc. Phạm vô thuật lắc đầu, lại hỏi, nếu hắn quyết sống còn với ngươi thì sao? chờ hắn dựng lên tinh lâu thứ tư rồi nói sao. Chung Ly Viêm cười cho qua chuyện, sự tự tin mạnh mẽ lộ rõ trên mặt. Nhưng ngay sau đó, một dòng điện nhảy lên nơi cánh tay trái, cả người hắn ta cũng bỗng nhiên run rẩy theo đó, như phát điên, toàn bộ khí thế tiêu tán. Cứng rắn ép ra một tia sét cuối cùng trong cơ bắp, Chung Ly Viêm nghiến răng nghiến lợi, con quỳ ngưu chó chết này, vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định phải hầm nó. Lúc trước hắn ta nghe thấy động tĩnh của Quỳ Ngưu, liền có ý đi xem tình huống trước. Kết quả, vừa mới đối mặt, hắn ta đã bị Quỳ Ngưu đánh loạn một hồi. Đánh đến bọn họ chạy trối chết. Hắn ta càng nghĩ càng giận, chạy rất xa rồi lại quay trở về, chính vì muốn cho Quỳ Ngưu một bài học sâu sắc. Còn về chuyện ngoài ý muốn đụng phải tổ hai người yên giáp, cũng muốn thuận tay loại bỏ một người cạnh tranh, cho nên có một trận giao đấu ngắn mũi kia phạm vô thuật rõ ràng tính cách của chung ly viêm nên cũng không khuyên giải gì chỉ nói lại nói thịnh hội như hoàng hà hội thật là trải nghiệm cả đời khó quên mỗi một thiên kiêu trước khi giao đấu đều cảm thấy mình là bên thắng duy nhất vì mỗi người đều thắng suốt một đường mà chưa từng thua nhưng khôi thủ chỉ có một chỉ có người kia mới là thiên kiêu tuyệt thế không thể tranh cãi hắn ta dùng phương thức của mình nhắc nhở chung ly viêm không thể coi thường khương vọng trong trận giao đấu vừa rồi Chung Ly Viêm cố nhiên không muốn trả giá quá nhiều, mới đáp ứng dừng tay. Nhưng họ làm sao biết Khương Vọng chủ động đưa ra dừng tay không phải như vậy đâu. Nhưng hắn ta nói chưa dứt lời, Chung Ly Viêm đã không cam lòng lên tiếng, ngươi tăng uy phong của ai đấy. Hoàng Hà Hội thì ghê gớm lắm sao. Chờ ta giải quyết quỳ ngưu xong, lại trở về tìm hắn. Phạm vô thuật hoàn toàn không còn gì để nói. Hoàng Hà Hội cũng không ghê gớm lắm, nhưng không phải ngươi không có tư cách đi sao đương nhiên không thể nói ra lời như vậy nếu không chung ly viêm thật sự làm được chuyện quay đầu ngay bây giờ hắn ta chỉ đổi giọng hỏi mục đích vào sơn hải cảnh lần này là gì ngươi còn nhớ rõ không chặt đấu chiêu chung ly viêm nói không chút do dự phạm vô thuật bất đắc dĩ chung ly đại gia khi ngươi mời ta trợ quyền ngươi không nói như vậy ta nói thế nào ngươi nói thế nào ngươi còn hỏi ta sao chung ly viêm lui sang bên cạnh tránh đi nước miếng của hắn ta ta nói nhiều lời lắm sao ta có thể nhớ được chứ ngươi luôn mồm nói muốn chia sẻ bí mật thần lâm của hoàng duy chân với ta phạm vô thuật gần như gào lên tức sôi người a à, đừng kích động chung ly viêm khoát tay vừa giống như giải thích lại giống như bỏ qua ta tùy tiện nói chút thôi ngươi đừng coi là thật phạm vô thuật tiếp tục ép hỏi câu nào tùy tiện nói ngươi phiền chết rồi chặt đấu chiêu và đoạt bí mật thần lâm lại không có xung đột. Phạm vô thuật không buông tha, dù sao cũng phải có việc ưu tiên chứ. Việc nào trước, việc nào sau. Thấy dáng vẻ gần như sắp nổ tung của hắn ta, Trung Ly viêm nghĩ một lát, mới lên tiếng, trên lý luận, thì tất nhiên là bí mật thần lâm của Hoàng Duy chân quan trọng nhất, ưu tiên nhất. Ta đã nói chia sẻ cùng ngươi, thì sẽ không lừa ngươi. Đương nhiên, nhưng trong khi hành động cụ thể, nhất định là đụng phải đấu chiêu trước, thì chúng ta chặt đấu chiêu trước, gặp được bí mật thần lâm trước thì đoạt bí mật thần lâm trước. Nếu đấu chiêu và bí mật thần lâm cùng ở đó, để bảo đảm cướp được bí mật thần lâm, chúng ta chắc chắn phải giải quyết uy hiếp đấu chiêu này trước. Vậy thì còn tạm được. Phạm vô thuật hài lòng gật đầu. Tổ hai người thù giai cứ vừa thảo luận, vừa truy tìm tung tích của quỳ ngưu như vậy. Nếu không bỏ đi thôi. Giữa hư không, có một âm thanh buồn buồn nói, mẫu thân nói, ăn đồ đần sẽ trở nên ngốc hơn vậy hai người đằng sau kia thì sao một âm thanh khác hỏi hai người kia càng ngốc đến cả phương hướng cũng không tìm được ăn sẽ trực tiếp trúng độc đi thôi đi thôi một âm thanh sau thở dài một con viên hầu hai đầu bốn tay thân dài hơn một trượng hai cái đầu nói chuyện với nhau liên tục nhảy mấy lần trong hư không nó đã rời xa vùng biển này sơn hải cảnh dị thú chí có viết núi non có thần gọi là niệm chính thân vượng mặt đỏ hai đầu nói nhau bốn tay xé trời thường lấy hư không làm đường thèm ngủ thích ăn trái tim trí giả niệm chính lặng trong hư không khi lại nhìn ra ngoài nơi đây đã là một nơi khác trong sơn hải cảnh bọn chúng mai phục niệm khí ở rất nhiều nơi trong sơn hải cảnh một khi bị động đến lập tức có thể được thông báo sau đó chạy đến ăn phù sơn trước mắt phong cảnh đẹp đẽ trên núi có rừng đào hoa đào đang nở rộ tươi đẹp trong rừng đào có hai người đang đi một người mặc hoa váy dáng vẻ xinh đẹp trong lúc đi lại dường như có một loại nhịp điệu nàng còn động lòng người hơn cả hoa đào thân hình của nàng đã coi là cao gầy người bên cạnh càng cao hơn một cái đầu đầu đội áo choàng toàn thân quấn trong trường bào màu xám hoàn toàn không nhìn ra thân thể khoảng cách giữa mỗi bước đều vừa đúng bằng nhau giống như trước khi bước ra bước đầu tiên nàng ta đã chia cắt con đường phía trước rõ ràng thế nào đầu bên trái của niệm chính hỏi nếu không thì bỏ đi thôi đầu bên phải trả lời buồn bã yểu xìu một người không ăn được một người không đủ nờ sao ngươi chỉ biết nói bỏ đi thôi còn có thể cho ta sống tiếp hay không đầu bên trái rất không cam lòng muốn đi thì chính ngươi đi đi đầu bên phải cũng bắt đầu bực đi thì đi con vượng hai đầu bốn tay mỗi cái đầu hướng về một phía so sức lực thật lâu ở chỗ cũ được rồi ta lui một bước đầu bên trái rất lấy đại cục làm trọng mà nói nếu bắt được cho ngươi cắn miếng đầu tiên nếu không bỏ đi thôi cảm giác không bắt được ngươi lại nói với ta là bỏ đi rồi có tin ta cắn ngươi hay không được thôi được thôi đầu bên phải chịu thua nói chúng ta đi bắt lục soát núi Đầu bên trái khí thế hùng hổ. Nếu không bỏ đi thôi. Quát. Ta buồn ngủ quá. Ngươi đừng ngáp vào lúc này cho ta. Quát. Vượng hai đầu nằm lăn trong hư không, cứ qua loa ngủ mất như vậy. Ai, người đâu rồi? Một mặt khác của Phù Sơn, hai người lặng yên không một tiếng động bay xa. Sau khi đến khoảng cách nhất định, họ càng bay càng nhanh. Đáng tiếc, ngọn núi này là núi gì, trên núi có trân vật gì? đều không kịp điều tra ra. Giọng khuất thuấn hoa ẩn chứa tiếc núi. Con dị thú kia đuổi tới rồi sao? Người mặc áo bào xám chỉ lãnh đạm hỏi. Đây là một giọng nữ vô cùng tiêu chuẩn, giống như khàn hơn đôi chút, mảnh hơn đôi chút đều rất không thỏa đáng. Nhưng tiêu chuẩn đến mức như thế, lại không thể xem như dễ nghe. Ngoài ra, không biết có phải vì rất ít nói chuyện hay không, lại có chút vướng víu cảm giác trong lời nói. Niệm chính không nhìn thấy người, hẳn là lập tức đi ngủ khuất thuấn hoa nói rất chắc chắn a à, ra là vậy người áo bào xám nhàn nhạt lên tiếng giống như căn bản không chút nào để ý tồn tại đủ để xé nát các nàng khuất thuấn hoa lại đã sớm thành thói quen chỉ nói nơi này quá nguy hiểm chúng ta không thể chậm rãi thăm dò nên trực tiếp đi thiên sơn nguyệt thiền sư vẫn không có cách nào xác định phương hướng sao nguyệt thiền sư quấn trong áo bào xám lắc đầu đến cả ngươi cũng không làm được xem ra mức độ mở ra của sơn hải cảnh lần này vượt quá sức tưởng tượng khuất thuấn hoa lẩm bẩm nói không biết quan thù có biết hay không hiển nhiên nàng vô cùng vững tin vào năng lực xác định phương hướng của nguyệt thiền sư sự thật nguyệt thiền sư không có cách nào xác định phương hướng chính là phản ánh trực quan thế giới này không giống bình thường với nàng mức độ mở ra nguyệt thiền sư hỏi mỗi lần phạm vi sơn hải cảnh mở ra cũng khác nhau cho nên thứ mà những người tham dự nhìn thấy trải qua cũng đều không giống nhau Năng lực xác định phương hướng của ngươi không liên quan đến hiện thế, chỉ cầu tại mình, theo lý thuyết thì không nên bị quấy nhiễu. Quy tắc của Sơn Hải cảnh lại ảnh hưởng sâu đến bản thân người tham dự như vậy, thì đã tỏ rõ nó mở ra càng nhiều hơn. Quốc Thuấn Hoa phân tích, thắc hẳn là cửu chương Ngọc Bích Thất Lạc đã trở về, lần này chắc chắn không chỉ có bảy chương mở ra Sơn Hải cảnh. Không biết là tai dĩnh hay là bi hồi phong. Hiển nhiên, nàng hiểu rõ Sơn Hải cảnh sâu hơn tả quan thù nhiều khác nhau ở chỗ nào nguyệt thiền sư hỏi với giọng điệu bình thản khuất thuấn hoa ngừng một chút lắc đầu có thể là không khác bên kia có tiếng gì nàng đột nhiên hỏi nguyệt thiền sư quay đầu theo tiếng chỉ thấy ánh chớp lóe lên rồi đi xa quỳ ngưu khuất thuấn hoa hỏi ta cần càng nhiều tin tức khi đang nói chuyện nguyệt thiền sư đã bay đi phía bên kia khuất thuấn hoa theo sát phía sau sau khi bay nhanh chừng 30 dặm, Nguyệt Thiền Sư dừng lại. Là quỳ ngưu, nó đang đuổi giết một người. Nàng ta nói rất chắc chắn. Không, là hai người. Còn một người có vết tích quá nhạt. Ta gần như bỏ lỡ. Trong giọng nói của nàng ta, lần đầu tiên có cảm xúc giống với kinh ngạc. Dường như có thể bị nàng ta bỏ lỡ là một chuyện vô cùng khó khăn. Có thể ẩn giấu tung tích đến loại trình độ này. Chung Ly Viêm ngũ lăng Đều không giống, đấu chiêu đi một mình, càng không thể nào Như vậy là cửu chương ngọc bích thất lạc sao Hiển nhiên, khuất thuấn hoa cũng vô cùng coi trọng ý kiến của Nguyệt Thiền Sư Trầm ngâm một lát rồi nói Cùng đi lên xem một chút Nguyệt Thiền Sư vươn tay ra, tay áo lớn rủ xuống Màu da của nàng ta có một loại lộng lẫy nhàn nhạt của đồng thau. Một tay cứ đè xuống như vậy một viên bảo châu đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trong không trung lưu quan lượn quanh mà không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Trong tiếng răng rắc của cơ quan, hiển hiện một con chim khổng lồ có dáng vẻ trang nghiêm. Ánh vàng rực rỡ trải khắp cả thân nó, mắt bao hàm uy nghiêm. Lông vũ sắc bén như đao, nó xuề hai cánh ra, chừng hơn trượng. Viên bảo châu kia khảm lên đỉnh đầu, khi ánh sáng rực rỡ ẩn vào bên trong, trông như bú thịt. Con chim này hót nhẹ lên, âm thanh của nó vô cùng đau khổ, khiến người như muốn rơi lệ. Mặc dù nó rất sống động, chân thực lại cụ thể, giống như sinh vật thần thoại rõ ràng còn sống. Nhưng Nguyệt Thiền sư nhảy lên trên lưng nó, để giày lại phát ra tiếng trong trẻo, rất rõ ràng, đây là tạo vật con đối. Cơ quan già lâu la của Tẩy Nguyệt Am. Quất Thuấn Hoa Phi thân đến bên cạnh Nguyệt Thiền sư, cũng không nói nhảm gì. Con già lâu la này chấn động hai cánh, đã phá vỡ trời cao, đuổi theo phía trước. Lúc này Họ mới thật sự bắt đầu truy tìm tung tích của Quỳ Ngưu, mà bên cạnh Quỳ Ngưu còn có người không biết ngọn ngành tồn tại, các nàng đương nhiên cần giữ lực lượng để ứng đối chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể tiêu hao sức lực trong quá trình đi đường. Cho nên, sự xuất hiện của cơ quan già lâu la rất cần thiết. Quỳ Ngưu điều khiển lôi điện, đi ngang qua sơn hải cảnh, dẫm đạp ánh chớp vạn trường, tiếng sấm kêu vang ngàn dặm, đâu chỉ làm kinh sợ một hai người. Có giống như khương vọng tả quan thù, lập tức ẩn dấu tung tích, tàn hình, chờ quỳ ngưu bay qua. Cũng có như Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, tự tin lựa chọn đến gần xem trò vui. Sau đó, bị mấy tia sét tùy ý của quỳ ngưu đánh cho mặt mày xám xịt. Trung Ly Viêm thông thả lấy lại sức, giận quá mà đuổi theo. cúc Thuấn Hoa và Nguyệt Thiền Sư thì sau khi xác định cửu chương Ngọc Bích thất lạc mới quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Người khác nhau, có tính cách khác biệt, cũng đưa ra lựa chọn khác biệt nhưng lần này rất trùng hợp họ đều bắt đầu truy đuổi theo đuôi quỳ ngưu nhiều khi lựa chọn của mọi người được quyết định bởi tính cách của bọn họ đây là một phù sơn có đá quý đầy đất trên đường núi có một người đứng chắp tay hắn ta có một đôi mắt rất thâm thúy một đôi môi đạm mạc tóm lại ngũ quan đều có vẻ tương đối xa cách thế nhân lại có một loại khí chất kỳ quái rất dễ khiến người cảm thấy thân thiết lúc này hắn ta duỗi một ngón tay dựng đứng ở bên tai ngươi nghe kìa quỳ ngưu rống lên một tiếng ầm 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 truyền đi xa như vậy nhất định có rất nhiều người bị nó hấp dẫn sau đó đụng vào nhau như vậy vì sao ta ở đây ngươi lại ở đây nơi khóe miệng của hắn treo lên nụ cười mỉm vô hại với cả người lẫn vật bởi vì chúng ta là một loại người chúng ta đều có mong muốn kiên định của mình người ở phía dưới đường núi trắng đầy đặn hình dáng gương mặt rộng rãi ánh mắt sáng ngời y mặc một bộ võ phục nền đỏ viền vàng bay phấp phới trong gió núi cả người sáng lạng vô cùng chớ cản đường của ta sẽ chết người y nói như vậy đồng thời y chậm rãi đi lên không định vì bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì mà dừng lại hiển nhiên y cũng không phải là một người có thói quen mang đến sự ấm áp cho người khác dù cho khí chất của y rực rỡ sáng ngời như vậy ta không phải kẻ địch của ngươi đấu chiêu con đường này, lúc nào ngươi cũng có thể đi qua, ta sẽ không ngăn cản ngươi." Nam tử trên đường núi nói, "Ta ở đây, chỉ vì nói cho ngươi một lựa chọn tốt hơn chúng ta liên thủ, có thể đạt được càng nhiều trong sơn hải cảnh đấu chiêu nhẹ giọng cười, ngươi vẫn luôn tự tin như vậy, hay hôm nay mới bắt đầu tự tin?" Nam tử trên đường núi không bởi vì sự khinh thường này mà phẫn nộ, vẫn giữ nụ cười trên mặt, "Có lẽ ngươi cảm thấy ta hơi tự tin mù quáng. Nhưng nói thế nào đây?" Ta tôn trọng sự mạnh mẽ của ngươi, ta thừa nhận, trong những người tiến vào sơn hải cảnh lần này, ước chừng ngươi là mạnh nhất. Thế nhưng, ngươi có nhớ Khương Vọng hay không? Sau Hoàng Hà Hội, hắn đánh chết tứ đại nhân ma. Khi ngươi ở nội phủ cảnh, ngươi có thể làm được không? Hiện tại, hắn cũng đã dựng nên thánh lâu. Ngươi cảm thấy hắn không được coi là một phiền toái sao? Nguyệt Thiên Nô, ngươi biết không? Cao đồ của tẩy Nguyệt Am vẫn luôn bồi hồi ở ngoại lâu, chỉ vì nàng. Lời của hắn im bặt đi. Bởi vì có ánh đao lướt qua. Tay trái đấu chiêu cầm cái đầu người đẫm máu này, hơi nhìn một chút, ta vẫn không nhớ ra ngươi là ai. Tiện tay ném ra sau lưng, y rất thờ ơ, tiếp tục đi lên núi. Cái đầu kia lăn xuống đường núi nhanh như chớp. Một hồi lâu sau, thi thể không đầu mới bắt đầu phun máu điên cuồng, nặng nề đổ xuống. Đáy biển cũng có sơn mạch. Liên miên như con rồng ngồi xuống đất. Đương nhiên có nhiều chỗ có chủ lại hung hiểm, có nhiều chỗ thì hoang vu nhưng an toàn. Trong hang động u ám ở một nơi nào đó, Sở Dục Chi đứng ôm cánh tay. Xưa nay y không là một nhân vật quá nổi bật, khi ở cùng những thiên kiêu khác, y cũng không nổi bật lắm. Cá tính của hắn không rõ nét, hành vi cũng không quái đảng, khí chất càng không đặc biệt. Nhưng giờ phút này, vào lúc bốn bề vắng lặng, y đứng ở đó, phản phất nối liền thành một thể với sơn mạch dưới đáy biển này có một loại cảm giác lực lượng nặng nề. Không bao lâu, bức tượng đá đứng ở bên cạnh y giật giật, sau khi những vết trạng nổ tung, lộ ra một gương mặt có ngũ quan hơi lạnh nhạt. Sau đó bắt đầu có màu sáng, chi tiết bộ mặt dần dần sống động. Lại chính là người bị đấu chiêu chém chết bằng một đao trên đường núi ấy. Vào giờ phút này, đứng chung với sở dục chi, hắn ta đương nhiên chính là trợ quyền được sở dục chi mời đến, thiên kiêu đan quốc, tiêu thứ. Từng leo lên đài ở Hoàng Hà Hội, đáng tiếc đấu chiêu cũng không nhớ rõ. Thế nào? Sở dục chi hỏi thăm mà không ôm hy vọng gì. Tiêu thứ vừa bị chặt đầu, nhưng giờ phút này vẫn còn cười. Hắn ta cười, lắc đầu nói, đấu chiêu dù sao cũng là đấu chiêu, không dễ lừa gạt. Còn không đợi ta nói hết lời. Người nói, nếu người trên đời đều như vậy, tung hoành gia còn có đường sống hay không? Hắn ta tự lấy mình ra đùa với giọng nói nhẹ nhàng, Giọng điệu của sở dục chi lại hơi nặng nề, người cũng lãng phí một bộ khôi thân không coi là lãng phí, dù sao cũng hiểu rõ hắn hơn chút. Tiêu thứ nhìn sở dục chi, cười nói, có nhiều tổ người trong sơn hải cảnh như vậy, chúng ta lại là một tổ yếu nhất. Không tìm hiểu tâm thái của các cường giả đôi chút, thì sao được. Trong một đám thiên kiêu sở quốc, cường giả những người khác mời đến trợ quyền, cơ bản đều ở cấp độ ngoại lâu. Cho dù khi tả quan thù mời khương vọng trợ quyền, Khương Vọng còn chưa dựng lên tinh lâu. Nhưng đó cũng là khôi thủ nội phủ cảnh Hoàng Hà, vốn không khác là bao. Thời gian chuẩn bị dài như vậy, Duy chỉ có sở dục chi mời một tiêu thứ. Tu vi, xuất thân, đều không bằng người khác. Chuyện này thể hiện ra, không phải tiêu thứ không bằng người ta. Mà là giao thiệp của sở dục chi y kém xa người ta. Đổi lại là người khác, đối mặt đề như vậy, có lẽ rất khó không nhục chí. Nhưng sở dục chi lại cười, ta đã thấy ưu thế đầu tiên của chúng ta chuyện nhằm vào chúng ta đầu tiên ít nhất người khác sẽ không nghĩ đến tiêu thứ hiển nhiên hiểu rõ tính cách của sở dục chi chỉ nói một câu đã khiến y chuyển biến cảm xúc lúc này hắn ta cũng cười nói rất tốt vậy chúng ta rèn sắt khi còn nóng hiện tại đi tìm ưu thế thứ hai tích lũy từng ly từng tí ưu thế chính là thế thắng sở dục chi không chút do dự theo sát hắn ta đi ra bên ngoài hang động có thể tìm được sao ai biết được. Nhưng dù sao cũng sẽ không tệ hơn. Ha 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 ha, thật xin lỗi, Tiêu huynh. Kéo ngươi tham dự ván cờ như thế này, thực sự là không dễ dàng. Phải nói Sở huynh ngươi mắt sáng như đuốc. Ván cờ thế yếu vừa lúc là sở trường của ta. Nếu đấu chiêu mời ta, ta còn thực sự không biết nên hạ cờ như thế nào. Hai người thảo luận thế cờ không bằng người bên miệng, chân lại đi kiên định hơn bất cứ ai, cười nói thông dong nhưng suy cho cùng, âm thanh chỉ ở đáy biển, không chảy ra quá xa được. Giống như bọn họ tiến vào sơn hải cảnh, lại không lập tức thăm dò, mà là tìm một chỗ trốn đi vậy. Kim Tốn, im ắng. Truy tư chỉ về phương hướng phía xa, khương vọng bay nhanh một đường, chỉ đuổi theo vết tích, không đuổi theo người, làm như vậy có thể tránh được nguy hiểm bị phát hiện ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu bị phát hiện thì đơn giản là một trận tranh tài hoàn toàn có thể đối mặt kết quả xấu nhất, cho nên Khương Vọng đuổi theo không chút do dự. Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật không có thu hoạch thì thôi, một khi có thu hoạch gì, bọn họ sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Chờ lát nữa, nếu phải ra tay, đệ đừng chần chờ, cũng không cần kinh động. Ta động thì đệ lại cử động. Ta tìm Trung Ly Viêm, đệ tìm Phạm Vô Thuật, tốt nhất có thể giải quyết được một người bằng cách đánh lén. Vì sao chúng ta không liên thủ đánh lén một người? ví như phạm vô thuật làm vậy có phải sẽ chắc chắn hơn không trong hoàn cảnh sơn hải cảnh thật ra rất khó đánh lén thành công bọn họ không có khả năng thả lỏng cảnh giác thế thì ý nghĩa của việc đánh lén ở đâu để khiến bọn họ vô thức cảm thấy chúng ta vẫn lựa chọn một đấu mục như cũ ta nghĩ chung ly viêm sẽ không sợ đối mặt với ta phạm võ thuật cũng không sợ đối mặt với đệ ta sẽ tìm cơ trong lúc giao đấu cùng chung ly viêm khi ta chuyển hướng sang phạm vô thuật, đệ cũng phải bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất, chúng ta đồng thời trút sát lực lớn nhất xuống phạm vô thuật, tiêu diệt hắn. Chung ly viêm thì dễ làm rồi. Đúng rồi, đệ có thủ đoạn trói buộc thích hợp nào không? Tốt nhất là có thể ngăn cản chung ly viêm một lát, ta có đạo thuật siêu phẩm long hổ và tù thân tỏa liên của pháp gia, phỏng chừng dùng với võ giả như chung ly viêm, hiệu quả sẽ không tốt lắm. Nếu là đánh lén, ta có thể dùng thận lâu ngăn cản chung ly viêm trước một bước, dù thân thể của hắn mạnh hơn, không tìm đúng phương hướng thì cũng hết cách. Trọng điểm là phạm vô thuật, hôm nay ta mới biết hắn am hiểu đạo thuật hàng băng. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, phòng ngự hắn bột phát ra có thể rất kinh người. Trước sát sinh đinh của ta, không có phòng ngự nào là kinh người. Như vậy, chỉ cần cường độ hàng băng của hắn không cao hơn gấp 10 lần trận giao đấu vừa rồi, ta có thể tạo ra lỗ hổng trong thời gian ngắn nhất, chế tạo cơ hội cho sát sinh đinh của huynh. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng cũng phải chuẩn bị tốt sẽ không thành công, dù sao người đối diện không phải kẻ yếu gì. Đương nhiên, ta cảm thấy phương án thứ hai của chúng ta vẫn là lấy phạm vô thuật làm mục tiêu đánh giết ưu tiên. Nếu chung ly viêm không bị vây lại, lập tức giết tới, bên phía ta đầu tiên phải. Trong lúc bay nhanh, Tổ hai người yên giáp tích cực trao đổi ý kiến, thương lượng lát nữa đoạt bảo thì phải tập sát đối thủ thế nào. Tả quan thù thảo luận vô cùng phấn khởi, vừa khẩn trương vừa kích động, đã hoàn toàn không nhớ rõ dĩ hòa vi quý của y, chỉ nghĩ đến làm thế nào để cùng chặt người với Khương Đại Ca, coi đầu lâu của Phạm Vô Thuật là vật trong lòng bàn tay. Nhìn thấy tiểu đệ trưởng thành, Khương Đại Ca cũng vô cùng vui mừng. Hoàn toàn không có ý nghĩ giấu cho riêng mình, hắn giúp túi truyền thụ kinh nghiệm quý báu chém giết ở giả ngoại nhiều năm. Phải đánh lén như thế nào, thiết kế như thế nào, mai phục như thế nào. Làm cho tiểu công gia đại sở rất ít đi xa nhà hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ sùng bái. 778 chữ Nhưng cái gọi là vui quá hóa buồn, lại có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Hai huynh đệ đang túng tụng nhiệt liệt thảo luận, một mảnh trắng toát bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Khương Vọng cảm thấy lỗ tai của mình gần như điếc mất. Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào. Biến đổi này quá đột ngột. Nó xảy ra trong nháy mắt, với sự nhạy cảm của Khương Vọng mà hắn cũng không thể phản ứng kịp. Chỉ vô ý thức dùng ra hỏa giới, bảo vệ mình và tả quan thù ở trong đó. Thời gian này kéo dài chừng hai hơi thở, lỗ tai mới nghe thấy âm thanh ầm ầm. Ầm ầm. Sấm sét lăn qua thiên địa hỏa giới sáng lạng hoạt bát vừa xuất hiện trong tầm mắt mới có diễm hoa diễm tước mới nhìn thấy sấm sét bên ngoài hỏa giới đó là một cột sét vặn vẹo như lông xà lại quá khổng lồ quá mạnh mẽ ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng trên nối trời cao dưới liền biển xanh đang bành trướng khuếch trương bằng tốc độ kinh người bao phủ bốn phương tám hướng nó giống như một cột sét to lớn phản phất chống đỡ trời và biển đồng thời còn đang không ngừng bành trướng, giống như muốn bao trùm toàn bộ thế giới. Quy thế kinh cũng như thế, đối với con quỷ ngưu kia, tất nhiên là thủ đoạn mạnh nhất. Là con quỷ ngưu kia xuất hiện biến cố gì? Nó đang giao chiến cùng ai? Những vấn đề này xuất hiện trong đầu, nhưng căn bản không kịp nghĩ. Bởi vì vấn đề quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để bảo vệ được chính mình trong loại tác động không nói đạo lý này. Trong sơn hải luyện ngục mà tả gia xây dựng, có lôi luyện ngục, khương vọng và tả quan thù đã từng tu luyện trong đó rất nhiều lần. Nhưng cái gọi là hoàn cảnh cực đoan kia, trước cuộc xét kinh khủng này, căn bản không được coi là gì. cục sấm sét to lớn quét trương ra, bên ngoài là màn sáng được tạo thành từ sấm sét. Đương nhiên, nói là màn sáng, nó mỏng manh chỉ khi so với mảnh thiên địa này. Cái gọi là màn mỏng, đối với tu sĩ, quả thực là bức tường sấm sét gào thét. Trên màn sáng sấm sét đang điên cuồng khuếch trương, lôi xà khó mà tính toán phun ra, nuốt vào lực lượng. Chúng dương nanh múa vuốt, muốn tiêu diệt hết thảy. Thứ nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, toàn bộ bị tan nát trong ánh chớp như vậy. Mà đạo thuật phòng ngự của Khương Vọng xưa nay không phải hàng ngũ đỉnh cấp. Hắn am hiểu dùng công thay thủ, cũng quả quyết lựa chọn như vậy. Chỉ nhìn tả quan thù một chút, hắn đã điên cuồng thúc giục đạo nguyên, rút càng nhiều lực lượng vào bên trong hỏa giới để một phương hỏa giới này sinh động hơn, cũng thai ngén ra năng lượng càng bàn bạc hơn. Tu luyện trong sơn hải luyện ngục, không chỉ tu luyện thích ứng với các loại hoàn cảnh cực đoan, mà cũng rèn luyện ăn ý giữa bọn họ. Thậm chí Khương Vọng còn chưa nhìn qua, tả quan thù đã đưa tay nhấn xuống một cái. Dưới bàn tay gầy gò của y, một giọt nước rơi xuống. Giọt nước này trong veo, trong suốt, đẹp như châu ngọc. Rầm rầm, một tiếng tiếng nước chảy. Ly Long uy vũ lôi kéo hà bá thần xa đột nhiên nhảy ra. Trong chốc lát, một giọt nước bành trướng thành một thế giới. Bên trong sóng biếc, có cá lớn đang bơi. Cây rong lay động, cua, sò so cùng tồn tại. Thủy quyển sinh ra. Tương tự với hỏa giới, nhưng cũng có sáng tạo hoàn toàn khác biệt. Sáng tạo chỉ thuộc về tả quan thù. Cũng sôi trào sức sống của tả quan thù. Giờ khắc này. Thủy quyển vừa đúng ở dưới hỏa giới thế giới đỏ rực và thế giới xanh thảm hòa vào nhau. Hai thế giới được sáng tạo bởi đạo thuật thần thông, chiếu rọi sáng sớm ảm đạm này, trong sơn hải cảnh trải đầy lôi xà ngàn vạn dặm. Nhìn từ xa, nó giống như một đóa diễm hoa, thiêu đốt trên một giọt nước. Trên giọt nước sinh ra diễm hoa. Một màn này mỹ lệ đến thế, lại không hài hòa đến thế. Xì xì xì, xì xì xì. Tiếng khí kinh khủng vàng lên hai thế giới tương phản như thế lại cùng nhau tồn tại thiên nhiên tất nhiên sẽ sản sinh ra mâu thuẫn từ lúc chúng bắt đầu được sinh ra đã bắt đầu điên cuồng làm hao tổn đối phương hỏa giới ở trên trời thủy giới đặt dưới đất mà ở giữa hai thế giới đó là lực lượng khủng khiếp phát ra từ nguyên lực của hai thế giới đang sụp đổ thủy hỏa không thể khoan dung lẫn nhau quy tắc trái ngược nguồn gốc cũng tương phản vạn vật ở nơi này đều không thể tồn tại đây đáng lẽ ra nên là một đạo thuật liên hợp thất bại. Nhưng ở trong sự thất bại đó, lại sản sinh ra một sự khủng bố chân chính. Quy tắc ở đây chính là sự sai lầm. Sai lầm không chỉ vẹn vẹn ở chỗ vốn dĩ thủy hỏa phải đối lập, mà còn là tất cả những sự vật đã tiến nhập sai địa phương, bắt buộc phải biến mất hết. Lôi điện quang màn gào thét lan tràn khắp nơi, lấy một loại khí thế quét sạch tất cả mọi thứ ầm ầm lao tới. Những chỗ mà nó đi qua, mây khói bay tứ tán, nước gợn sóng trung rẩy đến cả không gian dường như cũng bị vặn vẹo theo, vô số cua cá trong nước đều chết hoặc bị thương. Nhưng khi nó đụng vào chỗ mà thủy giới và hỏa giới đang va chạm và làm hao tổn lẫn nhau thì thế mà bỗng nhiên nó cứ thế vô thanh vô tức bị tiêu diệt. Thủy giới và hỏa giới đang lấy tốc độ nhanh đến khiến người ta phải kinh ngạc bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần biến mất. Kể cả vô số những lôi điện quang màng đang cuồng loạn chớp giật cũng dần tiêu tán. Khương Vọng nắm giữ và điều khiển lực lượng một cách cực kỳ chính xác, hắn khống chế cho sự tiêu hao của hỏa giới và thủy giới duy trì ở cùng một mức độ. Không ngừng tiêu hao lực lượng lẫn nhau, cũng không ngừng tiêu hao vô số lỗi điện quang màn kia, cuối cùng, cả ba gần như đều biến mất cùng một lúc. Lôi điện quang màn như muốn chạm trời nối biển kia, khi lan nhanh tới nơi mà thủy giới và hỏa giới cùng nhau tồn tại, thì nó rõ ràng dừng lại trong giây lát. Sau đó cùng với sự dần dần biến mất của thủy giới và hỏa giới, khu vực của lôi điện quang màng cũng biến thành mỏng manh vô cùng. Chính vào lúc này Khương Vọng liền đi lên trước một bước, chỉ trong chớp mắt đạo nguyên điên cùng phun trào, hắn kéo ra một kiếm danh sĩ lạo đảo, chém nát lôi điện quang màng ngay tại chỗ. ầm ầm, xì xì xì. Dư âm còn lại của lôi điện quang màng bắt đầu tán đi. Còn những con lôi điện xà còn lại thì ngay lập tức trường qua đỉnh đầu và dưới chân của Khương Vọng, chạy về phương xa, tất nhiên chúng cũng tránh cả tả quan thù đang đứng sau lưng khương vọng ra lôi điện quan màng vẫn còn đang di chuyển về phía xa lỗ hổng cũng nhanh chóng được lấp lại những lực lượng lôi điện ở chỗ khác sẽ nhanh chóng di dời đến chỗ cần bù đắp nhưng những chuyện này đã không còn liên quan gì đến huynh đệ hai người bọn họ nữa rồi một trận tai nạn bất ngờ cứ như thế được giải quyết có một câu nói nói sợi dây thường chỉ đứt ở điểm mỏng manh vận rủi chỉ tìm đến những kẻ tội nghiệp Thực ra chỉ bởi vì kẻ yếu thì không có cách nào để chống lại vận mệnh không may mắn, thường thường vì quá thể thảm, cho nên họ phải tỏ ra đặc biệt tội nghiệp. Mà cường giả thì lại có đủ năng lực để phá hủy vận mệnh không may đó, những cái gọi là tai kiếp, kỳ thực chỉ là những gợn sóng nho nhỏ đối với họ mà thôi. Phát huy không tệ chút nào. Tả quan thù nhìn những tia lôi điện đã đi xa kia, không kìm được mà thả lỏng cười một tiếng, tất nhiên chúng ta còn có thể khống chế càng chính xác hơn một chút đây mới là lần đầu tiên bọn họ công khai biểu diễn thành quả luyện tập của mình hiển nhiên là tả quan thù tương đối hài lòng đối với hiệu quả đáng kinh ngạc của nhân giới chi thuật mà khương vọng thì đã đạp mây mà đi rồi đi xem xem chỗ kia có chuyện gì xảy ra khương đại ca sao phải vội vàng đi vậy tả quan thù có chút không hiểu nói nói không chừng ở phía trước vẫn còn rất nguy hiểm đấy thời gian nguy hiểm nhất đã qua rồi cho dù là quỳ ngưu đi chăng nữa thì nó có thể phát động được mấy lần lực lượng khủng khiếp như thế. Khương Vọng phân tích vài câu, sau đó nói, nếu như Chung Ly Viêm đang bị thương ở phía trước không xa thì đệ có vội không? Càng ở gần trong phạm vi ảnh hưởng của lôi điện thì tất nhiên uy năng của nó càng to lớn. Cho dù là cường giả mạnh mẽ như Chung Ly Viêm, nếu như không thể đối phó kịp thời, có khả năng lớn là hắn ta sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Đây là phán đoán ban đầu mà Khương Vọng có thể đưa ra mà quỳ ngưu triệu tập lôi điện có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, có khi nào là vì gặp được một khả năng ngoài ý muốn nào đó? Có khi nào là cùng với một vài dị thú cường đại? Có khi nào sẽ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương? Nguy cơ, tất cả đều là nguy cơ. Đáng lẽ ra sau khi vượt qua nguy hiểm thì phải tới cơ hội mới đúng. Khương Vọng còn chưa nói xong thì đột nhiên thấy một thân ảnh chật lóe lên, tả quan thù đã xông đến bên cạnh hắn, đế dày sáng lên lấp lánh, ánh mắt phi thường kích động hung hăng và hùng hổ, vô cùng vội vàng. Người không biết có khi còn cho rằng cảm tình giữa y và Chung Ly Viêm cực kỳ tốt, nghe thấy tin này bèn nhanh chóng đi cứu người. Lôi quan do quỳ ngưu tạo ra điên cuồng lan rộng ra phía bên ngoài, phạm vi bao phủ ước chừng lên tới nghìn vạn dặm. Sau khi tiếp xúc và chống đỡ trận lôi quan vừa rồi, càng đi vào trong, núi và biển càng tĩnh lặng hơn. Chỗ này sớm đã bị tàn phá qua. Tiếng lôi quan gầm thét đã ở phía xa, vả lại còn di chuyển càng ngày càng xa chỉ có thể đợi cho đến khi lực lượng kinh khủng của nó biến mất triệt để hoặc bị một lực lượng nào khác phản kích tiêu diệt Thương vọng và tạ quan thù khoát trên người yên giáp phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt bay nhanh đằng sau thân ảnh đang di chuyển một cách chậm chạp của lôi điện quan màn những đám mây mang áp suất thấp đang dần dần tản ra một số ít những con lôi xà còn lại cũng lắc lư chao đảo khắp nơi tất cả đều mang đến một cảm giác cô độc đến không sao nói được nhưng những thứ này đã không thể làm bị thương đến bọn họ một chút nào nữa rồi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha